Trời ơi con mắc cỡ chú Sáu. Chú Sáu cũng lên trên này hả? Lên dưới thằng này nè. Trời ơi nó xui không á. Để tao nói cái thằng này nè. Trời ơi mày để tao nói làm gì vậy? Nó thường cháu dữ lắm đó. Nó lặn lội lên đây mấy ngày là nó tìm cháu đó. Sao? Trời ơi mày làm gì vậy Út? Để tao nói chuyện mày làm như phong vật mày vậy. Cháu à, thằng này nó thương cháu thiệt á. Nó thương dữ lắm mà nó không dám nói. Giờ cháu biết vậy rồi cháu tính làm sao? Dạ chú Sáu ơi, hồi còn ở dưới quê ai thương cháu sao không đến thưa với ba cháu một lời. Để bây giờ cháu đâu có biết tính làm sao. Còn tính làm sao nữa. Bây giờ cháu về dưới quê đi, để nó trầu cao nó bước tới. Chứ không có cháu ở nhà nó biết bước tới nói ai. Không lẽ nói cho Tám hả? Trời ơi. Cô ơi, cái lòng của tôi ấy, thì giờ đây cô đã biết rồi đó. Nếu hiểu nhau thì bây giờ tôi về dưới chờ cô tại cái cầu. Có dòng kinh xanh nước ngọt phù sa, có lục bình và bông tím. Thôi trời ơi, cà lâm bài đặt nó văn chương, mày đẩy hết câu đó không tới sáng mai tao con mày Út à. Anh Út ơi, em là cô gái bán rau, có duyên thì đợi, biết đâu mà chờ. Sao nghe chưa? Có duyên thì đợi, nghe chưa? Vậy thì tôi với chú về về liền. Sáu ơi, cô ơi, tôi sẽ về dưới, tôi chờ cô tại cây cầu. Có dòng kinh nhỏ phù xa. Thôi nói hoài văn chương hoài. Cháu ơi, cháu sắp xếp mai về dưới nghe. Mà chưa thấy thằng nào muốn vợ như nó vậy. Sáu kỳ quá. Từ từ mà Út, từ từ. Đi lên soạn đồ rồi đi nghe không? Đi ta đi. Cô Nhạn kìa, anh Hải. Thiệt tôi không ngờ cô khờ quá cô Nhạn à. Anh Hải, tôi xin lỗi cô Nhạn, có lẽ tôi hơi quá lời. Cô Nhạn à, cô sợ nắng bùng, sợ tần tảo kiếm từng đồng tiền với rổ rau nhúc miền quê. Bộ cô tưởng ở đây dễ kiếm tiền lắm sao? Anh Hải à, tôi có biết gì đâu. Ba tôi già yếu bệnh hoạn, tôi cần có tiền để lo cho ba tôi thôi mà. Cô đã bị người ta dụ dỗ, để rồi cô bỏ người cha mù lòa với căn nhà vắng vẻ cô đơn. Để lên đây cô làm cái gì ở đây vậy không biết nữa. Anh Hải à, chị Hai Bèo chỉ nói tôi lên đây rửa chén lau bàn cho nhà hàng mà, chứ tôi... Nói láo. Tụi nó dụ cô lên đây để bán cô đó. Anh Hải. Cô Nhạn, cô tin tôi đi, người ta sẽ bán cô, bán đời con gái có cái vẻ quê mùa của cô đó. Cô có chịu kiếm tiền như vậy không? Cô Nhạn, nếu tin tôi, tin một người cùng quê từ ngày còn thơ dại, thì cô nên về đi. Về đi cô Nhạn ạ. Anh Hải, sự thật tôi cũng không biết làm sao nữa. Nhưng anh Hải ơi, dù sao những lời anh nói ra cũng làm cho tôi bàng hoàng chua xót. Khi ra khỏi nhà một bước thì tôi mới thấy cuộc đời quá nhiều cạm bẫy chông gai. Đang chực chờ dành cho phần gái mà tôi đây chỉ là cát, thì làm sao có thể đương đầu với gió bão cùng phong. Số phận đơn côi chỉ có cha con hiu quạnh khổ nghèo, tôi phải thay
sống. Tôi biết phải làm gì khi mình chỉ là kẻ trắng tay. Hoàn cảnh của cô lắm nỗi gian truân, kiếp hồng nhan cô chịu thương sầu. Tôi chỉ khuyên cô nên cố gắng vững vàng, đừng để quả kia phải rơi vào trong cát bụi, đừng để người thân phải chịu cảnh khổ đau, đừng để cho cô phải vương vào khổ lụy, đừng để xa quá cám dỗ đời mình. Những lời anh nói ra làm cho tôi xa xuyến trong lòng. Anh Hải, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh Hải ủa Hà, em đến đây Nhạn à, đây là Hà, vợ của tôi, còn đây là cô Nhạn cùng quê. Dạ, chào chị. Em biết hết rồi, khỏi giới thiệu. Em sao vậy? Anh Hải, vậy mà mấy tháng nay anh luôn bỏ nhà bỏ cửa với lý do là đi công tác. Đi công tác của anh là như vậy sao chứ? Hà, em... Chị Hà ơi, chị lầm rồi đó. Tôi lầm? Phải mà, cũng đồng một thứ như nhau mà. Hà, sao em vội vàng đánh giá người ta như vậy hả? Chị Hà, chị... Cô kia, cô để tôi nói. Tôi là vợ anh Hải, chúng tôi cưới nhau chưa đầy một năm, gia đình chúng tôi đang đầm ấm. Tôi gian cô, tôi xin cô hãy buông tha giùm chồng của tôi. Em à, chị Hà, chị đừng nghĩ quấy cho tôi. Anh Hải là người chồng tốt, tôi lên đây là để đi làm nhà hàng, chứ tôi không có gì với anh Hải đâu. Chị... Cái gì? Chị nói cái gì? Từ dưới quê lên đây để làm nhà hàng à? Trời ơi, tôi rành mấy cô quá mà. Hạng của cô lên đây là để giật chồng người khác. Em à, chị hả? Chị nói sao? Còn cái quê chúng tôi lên đây là để làm những điều xấu xa. Tại sao chị lại nghĩ như vậy chứ? Chứ bộ cô tưởng ở chốn này dễ xin vào làm nhà hàng khách sạn lắm sao? Nhưng mà tôi không có gì với anh Hải chồng của chị đâu. Chị không có quyền nghĩ xấu tôi như vậy. Nếu cô không lấy chồng tôi, chẳng lẽ cô đến với anh ấy như những cô gái làm tiền hay sao chứ? Em có im không? Có im chưa? Không, tôi không phải như chị nói đâu. Tôi không phải như vậy đâu. Không phải như vậy. Nhãn. Đó, em thấy chưa? Em hại người ta rồi đó, em thấy chưa? À, em phải hiểu anh chứ. Em chớ nghi ngờ quan cho vỡ tan duyên tình. Anh phải đâu là người một người chỉ ham niềm vui, giúp cô gái quê thân thà thoát dòng bán thân trầm luân. Anh bên người ta anh tốt quá chứ, em xin lỗi anh. Em vừa vội vàng gây điều nóng nổi để anh phật lòng, thì xin để em đi cho anh thành thơi một mình mà thỏa lòng gió trăng tìm qua. Trời ơi, nói nãy giờ mà em không hiểu gì hết trơn hết trọi vậy hà?
một mình em thôi. Hồi xưa người ta nói thủy chung để chứng minh cho tấm lòng thiết thật, còn nay thì đem hai chữ thủy chung để hòng che giấu sự chân. Chỉ tại nơi em không tự biết thân mình. Anh Hải, nếu như anh không còn yêu em nữa, anh nói thật lòng đi rồi mình tính chuyện chia tay. Em sẵn sàng chấp nhận lấy chua cay, dẫu sao đó là những chuỗi ngày đau khổ. Nếu kéo làm chi sẽ có ngày gái đổ, sẽ làm đau thương khổ hận cả ba người. Hà, em hiểu lầm rồi. Sự thật không phải là như vậy đâu. Em hiểu lầm mà. Em biết cô Nhạn đối với anh là người yêu lý tưởng, chỉ vì anh sợ mang tiếng phũ phàng, anh hết thương em rồi phải không? Em biết lắm mà. Hà, nghe anh nói nè. Em ơi, chúng ta là tình nghĩa vợ chồng trăm năm, nào có phải đâu tình hờ nghĩa ta. Em đừng có nghĩ như thế mà vẫn hờn buồn tuổi bỏ ra đi. Anh với cô Nhạn là bạn đồng quê, cho nên anh thương Nhạn như là đứa em gái nhỏ. Cũng may là có anh đến để giải thoát cho Nhạn, vì Nhạn là một cô gái quê mùa chất phát. Dẫu biết vợ yêu chồng nên mới có lòng ghen, anh nào nóng nổi mà em dối buồn phiền. Thôi được rồi, em xin lỗi anh. Tại vì em thất học cho nên em mới hành động hồ đồ như vậy. Em không còn xứng đáng là vợ của anh nữa. Em không còn xứng đáng có một người chồng thủy chung như anh nữa đâu. Được rồi, anh cứ để một mình em. Anh cứ để em trở về với mẹ của em, để một mình em lo liệu đi. Hà. Không ngờ vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn. Thì ra tất cả mọi việc là do bà sắp đặt. Chứ còn ai nữa hỏi. Chú Sáu ơi. Hả? Anh Úc ơi. Kêu cha già đó làm gì? Xuống đây đi. Gì nữa đây? Đi đâu mà đùm đùm đây? Về chứ đâu? Tại đây. Thì đi về lên ở đây thấy không có hợp rồi đi về quê. Đi tụi bay. Đi. Đi về rồi con Nhạn đi đâu đây? Thì đi về chứ đi đâu? Trời ơi. Thiếu nần tôi tiền chưa trả. Tôi đầu tư vô cho nó biết bao nhiêu không mà tự nhiên lại muốn đi muốn ở muốn về là sao? Được rồi, vấn đề này tôi lo. Anh lấy cái gì lo? Rồi chờ đó, hãy đợi đấy. Nè mấy đứa tụi bay. Mấy đứa tụi bay cứ việc đi ra bến xe, thấy không? Chờ chú Sáu. Một tiếng đồng hồ nữa không thấy tao ra, tới trung tâm cấp cứu kiểm tao. Ngon quá ha. Đây, bây giờ sao? Bây giờ sao? Bà chị biết muốn sao? Sao? Không muốn sao vậy trơn á. Trả tiền lại đây tôi đi. Bây giờ không có tiền được không? Sao? Trời ơi, không có tiền hả? Đó không tiền thì đây có vỏ. Đây, vỏ karaoke một bụng đây. Vỏ karaoke hả? Ừ. Ê, mày. Gì? Karate. Karate. Đó nè, một cái nè đó. Hai cái. Trời, thấy ghê quá.
Trời ơi, nổi ốc hết. Coi đây, võ Việt Nam đây. Sáu nè thầy ơi. Bị ướt không? Trời ơi, có còn chỗ nào khô nữa đâu. Cây sao không tưới, anh tưới tôi à? Chú đứng làm thinh tôi đâu có thấy. Trời ơi, có duyên ghê. Anh mà thấy đâu có ai gọi anh là tám mù nữa đâu. Ủa? À, trồng mấy bụi gì vậy anh Tám? Mấy bụi kiện chú Sáu ơi. Cha sang ha. Lúc này chơi kiện không ha. À, sao kỳ quá. Tự nhiên lúc này tôi khoái ngắm cảnh xem hoa chứ. Chọc cho tự ái không à. Không thấy đường mà ngắm cảnh xem hoa rồi nữa. Nè, sao anh không chơi lan cho nó mô đen? Ôi tiền đâu mà chơi ba cái thứ đó. Nó giận chơi với chú à. Chú biết tôi trồng gì đây không? Trồng cây gì vậy anh Tám? Tôi đang trồng cây đậu bắp để lại cho con Nhạn đó chú ơi. Trời ơi, để lại cho con người ta để cây vàng hay cây bạc này cái nọ, tự nhiên anh để lại cho nó mấy cây đậu bắp quý dữ hen. Mình nghèo có vàng đâu mà để lại cho con. Chú ơi, con Nhạn con gái tôi từ hồi nhỏ nó đã ưa ăn đậu bắp lắm, nên tôi trồng cho nó ăn. Rồi mai mốt nếu tôi chết nó nhìn cây đậu bắp mà nó nhớ tôi, không chừng sau này cháu ngoại tôi nó cũng thích ăn đậu bắp nữa đó chú. Thôi chắc không dám tới cháu ngoại anh đâu. Sao vậy chú? Vài bữa nữa nước lên nó chết hết giờ nè. Chú nói trời, làm gì nước lên tới đây chú? Trời đất ơi, giỡn anh à. Tới Long An rồi đó ông ơi. Hôm rày bị lụt anh không hay gì hết sao? Hả? Lụt mà sao tôi không thấy? Anh mà thấy nước tới nóc nhà. Tới nóc nhà chắc tôi đi luôn quá. Có gì cho tôi hay liền nha chú. Không có gì đâu. Có gì đó hang cái tôi cõng anh lên núi nè. Xóm này chỉ có hai thằng già, tôi bỏ anh sao được. Bạn già phải vậy chứ sao. Chú Sao à. Dạ. Đám cưới cô Nhạn rồi mà sao tôi không yên tâm đó chú Sao. Sao hả? Chú nghĩ coi, nhà tôi nghèo. Thằng Út quá thương con Nhạn nên làm đám cưới bên đàn gái. Mẹ thằng Út đâu có chịu. Tôi làm cha mà tôi không lo được cho con gái mình, tôi buồn quá chú Sao ơi. Chú thấy mặt tôi buồn không? Đâu coi. Thôi đừng buồn nữa anh Tám. Anh buồn mặt anh nó xấu kỳ lắm anh Tám ơi. Mà có gì đâu buồn anh ơi. Hoàn cảnh nào cưới theo hoàn cảnh đó. Miễn sao vợ chồng nó hạnh phúc là được rồi. Anh thấy không? Nhạn đó, nó còn có phước hơn tôi nữa. Còn có người đi cưới nó. Còn tôi anh thấy không? Từng tuổi này mà có ai đi cưới đâu.
Có người đòi cưới mà tại chú không chịu đó chứ. Ai anh Tâm? Bà điên ở xóm trên á. Anh vô duyên quá đi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mấy hôm nay chú đi đâu mất biệt. Nhà này mà chú không qua chơi nó buồn lắm chú ơi. Nhắc tới xấu hổ. Hậu không nói dấu gì anh nha. Anh biết tôi đi đâu không? Tôi đi Sài Gòn. Có chút đỉnh tiền đó tôi giọt tuốt Sài Gòn vậy đó. Ủa? Mà chú lên Sài Gòn chi vậy? Trời ơi, đi Sài Gòn phát hiện nhiều cái hay lắm anh Tám ơi. Cái gì hay vậy chú? Trời ơi, anh không nghe đài, anh không đọc báo, anh đâu có biết gì đâu. Sài Gòn bây giờ đó không? Nhiều bia ôm lắm đó. Bia ôm? Bia ôm sao chú? Mà con mắt tôi vậy vô bia ôm có thấy gì đâu. Tôi không đi đâu chú ơi. Trời ơi, bia ôm trị đau mắt đó cha. Anh vô đó là con mắt anh nó sáng lại đó. Thiệt không chú? Thiệt chứ bộ. Sao hay vậy? Ôi, anh vô đó anh biết không? Cái anh vô anh ngồi cái anh nghe mà tiếng của mấy cô đó. Cái anh ráng anh nhướng ngó mặt. Nhướng lên đứt cộng dây mụ, loài cộng dây sáng ra. Hay quá ha. Vậy là chú dẫn tôi đi lẹ đi. Tôi khoái sáng mắt lắm. Trời ơi, mắt như anh á, mù nghiệp dư ăn thua gì. Người ta mù chuyên nghiệp chứ kìa. Mù mấy chục năm rồi. Vô đó có mấy lần mà giờ. Bây giờ sao chú? Con mắt nó lòi ra luôn. Chú này. Thôi tôi không đi đâu. Đuôi cái mặt nó coi còn được. Lòi luôn rồi, xấu lắm. Đâu có sao đâu. Anh để hai cục bi vô nó giống mắt lân vậy đó. Nè, bữa nay ở đây với tôi nghe. Thì tính vậy mới qua nè. Nhãn à? Nhãn ơi, con pha trà cho chú Sáu uống vô ba nghe con. Trời chút nghe. Đâu nữa? Còn hai cây ớt tôi tưới luôn để nó héo nghe chú. Đi coi chừng là lọt ao à nghe. Không sao đâu, tôi biết mà. Chú làm như tôi không thấy đường vậy. Đó, thầy Hồng ơi nói tè. Thấy chưa? Đó, tè riết cũng quen. Anh xanh nổ quá. Đi coi chừng nghe. Dạ, thưa chú Sáu mới qua. Dạ, con mời chú Sáu uống trà. Rồi. Nhãn à, làm gì mắt mày rầu rí nhãn. Có gì đâu. Hai cha con mày thiệt là lạ vậy đó. Hoàn cảnh nào thì cưới theo hoàn cảnh đó. Miễn sao vợ chồng mày hạnh phúc với nhau trọn đời là đủ rồi, thấy không? Dạ, thưa chú Sáu. Con có buồn gì đâu chú Sáu. Không buồn, giờ mặt mày bí sĩ vậy nè. Dạ, con chỉ sợ mẹ chồng con không chấp nhận, nên tụi con chưa dám dẫn về bên đó. Nhỏ này lạ thiệt á. Bà già chồng không có quan trọng đâu. Miễn sao thằng Út nó thương mày là được rồi. Cái khúc bà già chồng đó mày bỏ đi. Cái quan trọng là cái khúc của thằng Út nè, thấy không? Cái khúc từ đây về sau nó mới quan trọng đó, hiểu không? Dạ, con ráng nghe lời chú Sáu. Chú Sáu à? Hả? Chú Sáu bên nhà qua, chú có gặp anh Út con không? Gặp sao không gặp. Đi ngang chợ đó. Trời ơi, ổng mua sao mà tùm lum đủ thứ hết trơn á. Chắc về cũng gần tới rồi đó. Gặp tao nó la làng sùm à. Thôi để chú theo tía con trồng mấy cây ớt rồi uống trà cho vui, thấy không? Dạ. Tám ơi, tôi phụ anh tay nè anh Tám ơi. Út gì gì vậy ơi? Út chồng về rồi nè. Út gì gì vậy ơi? Anh về rồi đó hả? Anh đi chợ mới gì vậy? Tôi tương cà mắm muối rồi đủ hết trong đó đó. Trời ơi, sao anh không để cho em đi mua cho? Sẵn mua mấy chục vịt con. Anh mua các thứ này luôn đó. Ủa, vịt con đâu rồi anh? Anh thả ngoài ruộng cho ăn rồi. Em biết không? Có bầy vịt đó. Sáng hai vợ chồng mình lùa vịt ra đồng thả cho nó ăn. Trưa anh bẻ lá cây che chòi cho em nằm ngủ. Rồi cái anh lặn anh bắt cá gì? Cá lòng tông nướng trưa cho em ăn. Rồi chiều lùa vịt về. Em chịu không? Cái gì em cũng chịu hết á. Nhưng mà Nhãn, sao vậy em? Sao đương vui tự nhiên em buồn vậy? Ngồi xuống đây coi. Nhãn, anh có là làm gì cho em buồn không? Anh biết rồi.
Chắc hổm rồi anh vui, anh hơi quá chén với bà bạn bè nên anh đã làm cho em buồn phải không? Thôi cho Út chồng xin lỗi Út vợ nha. Đâu có, em đâu có buồn anh đâu. Em nói gạt anh hoài. Em nói em họ không buồn mà trong xa thẳm mắt em luôn luôn đông đầy nước mắt. Em nói em họ không buồn mà sao lời nói của em dường như là ngàn ở bờ môi. Nhàn à, hay là hai đứa mình về đại bên bên má nghe em. Anh à, về đi làm gì vậy anh? Ta về bên má để cúi lại ta thỉnh cầu để mẹ cho mình tròn câu nguyện ước ba sinh để cho hai họ hòa vui câu chúc mai. Anh Út à, em có thể cùng anh qua nhà lại mẹ để xin được làm vợ hiền dâu thảo, nhưng mẹ đòi giàu sang thì em đây làm sao có được. Xin anh hiểu giùm em một cô gái quê nghèo. Mẹ đâu cần nết na giỏi vắng trong ngoài, phải chi bên chồng chê em đen thì khi đi bán rau em mặc thêm áo tay dài, em che thêm khăn non. Phải chi chê em dụng về thì em sẽ sáng để cho canh ngọt cá thơm. Nhưng mà bên chồng cần khi giàu sang thì em đây làm sao có được. Vì suốt cuộc đời của ba em lắm cực khổ gian truân mà vẫn trắng tay buồn. Anh có nói gì em đâu, anh chỉ sợ em buồn rồi em bệnh mà thôi. Anh à, anh hãy để cho em buồn vì đời còn lận đận, và hãy để cho em vui khi em được làm vợ của anh. Nhàn ơi, như vậy là đầy đủ lắm rồi. Em ơi, anh đã đâu cần chi nữa, đầy đủ lắm rồi, ân tình em đã cho anh. Dù phải đổi cả làng quê sông nước này để được cưới em thì anh đây cũng sẵn sàng chấp nhận. Đời của hai ta dù chưa có một ngày hái họ hòa vui mà mừng cho ngày đám cưới, nhưng anh đây rất hạnh diện vì có một tình yêu trong sáng đẹp nên thơ chưa có ai bằng. Lắng nhìn ta nắm tay nhau mừng vui, em khóc nghẹn ngào bên anh. Yêu em tóc hai còn xanh đến khi đầu bạc vẫn xanh tình đời. Nhãn à, thôi em đừng có buồn nữa, em hãy cười lên cho vui nhà vui cửa đi. Cười lấy coi. Con cười nè ông nội, biểu người ta cười nó không cười mà không biết mắc cỡ. Trời ơi, mắc cỡ núp sau lưng vợ rồi coi được không? Trời ơi, chết tôi rồi. Chết cái lưng tôi rồi, trời ơi. Rễ ủi lưng vợ không vậy, vợ tự nhiên ủi lưng tôi. Tại chú chứ tại ai? Sao tại tôi? Tự nhiên đứng giữa đường tôi không đụng chú sao được. Không có thấy đường rồi lấy cái tay người ta mò người ta đi. Lủi đại như vậy, đuổi cái lưng tôi nó có cái đinh rồi sao? Thì đầu tôi lủng lỗ chứ sao? Vì anh cũng nói được hết trơn. Bởi vì mù nó thiệt thòi nhiều thứ lắm thấy không? Anh mù anh đâu có thấy vợ chồng nó hạnh phúc không anh Tám? Mà anh biết tụi nó hạnh phúc vậy anh có vui không anh Tám? Vui chứ sao không vui. Nhưng nó thiệt với chú nghe. Dạ. Bây giờ thì tụi nó vui, tụi nó hạnh phúc. Tôi chỉ sợ sau này vợ chồng nó nghèo quá rồi sinh ra cắn đắng với nhau mà khổ cho con Nhạn. Sao tôi vẫn thấy lo quá chú sao à? Trời ơi, hơi đâu mà anh cứ lo không biết. Nghèo giàu gì được có cái số đó anh ơi.
Anh thấy không, tôi nói thiệt với anh á, người mà có số giàu rồi á, đâu có cần làm việc anh Tám. Ờ, đúng đó chú. Ừ, chỉ cần nằm chơi thôi, không đói được con anh nữa. Chú nói về tiền nữa. Nè, anh thấy tôi không? Thấy. Hồi đó tôi nghèo mạt rẹp vậy đó không? Bây giờ anh thấy chưa? Sao? Đói dài dài đó. Chú nói về tiền không à? Dẫn cho anh vui vậy thôi. Út à, bây giờ anh Tám anh lo cho tụi bay nè. Mai mốt sau này anh sợ con Nhãn nó khổ. Thôi nhân bữa nay có mặt tao á, mày thề một câu trước mặt tao với anh Tám cho anh Tám anh yên lòng đi Út khăn. Dạ thề sao chú? Thì mày thề là mày sẽ thương yêu đùm bọc vợ mày đến trọn đời, dù hoàn cảnh nào cũng không làm cho vợ mày khổ. Nếu mày mà thay lầm đổi dạ thì sẽ bị một cái gì vậy đó, hiểu chưa? Rồi thề đi. Dạ cháu hiểu rồi. Anh Tám nè, bây giờ anh ráng anh nhướng con mắt lên anh nghe thằng Út nó thề nghe không? Nó thề lời cho anh yên lòng hăng. Nhướng rồi nè. Nhướng chút nữa được không? Thôi ráng quá con mắt rớt ra sao chú. Nè giờ tía mày chuẩn bị nghe rồi đó, mày thề cái cho ổng hết buồn coi Út. Khoan, trước khi nó thề để cho con gái tôi thề trước. Chú coi con gái tôi thề nè. Trời ơi nổ. Đâu thề đi, rồi thề mà dành. Trời ơi ba, con thề trước ba hen. Dạ thưa ba. Dạ thưa chú Sáu. Dạ thưa Út chồng. Quá đã. Nó nghe kêu Út chồng nó cười. Dạ con xin thề sẽ yêu chồng con cho đến trọn đời trọn kiếp. Được không ba? Đó, thấy tôi dạy con tôi chưa. Ê Út ơi Út. Gì vậy? Anh dạ? Nói thiệt với Út nghe Út. Tao ghét mấy con trai già nổ lắm mày ơi. Muốn nổ phải không? Được rồi anh nổ phải không? Anh nghe thằng con tôi nó nổ rồi nè. Nó không phải nổ tự nhiên như anh đâu. Nó chơi ra fan cho anh coi nè. Bắt đầu nổ con. Dì dạ thưa ba, thưa chú Sáu. Con xin thề yêu thương vợ con đến trọn đời. Nếu thấy chưa? Nó chơi ra fan. Thấy chưa? Thề đi con. Dạ thưa ba, thưa chú Sáu. Con xin thề sẽ yêu thương vợ con đến trọn đời trọn kiếp. Nếu con đổi dạ thai lào lòng với vợ con thì ông trời ông trời sẽ cho con bị đuôi mà đuôi. Mày đừng có thề cái này mày. Nó thề vậy tôi tự ái quá chú Sáu. Nó thề lộn. Mày đổi câu khác đi con. Đổi lại có câu khác đâu có đạo đọc hơn đâu. Con xin thề nếu con đổi dạ thay lòng với vợ con thì ông trời sẽ cho con bị đuôi. Trời ơi mày cứ đuôi hoài. Trời ơi đụng chạm. Trời ơi đụng chạm bạn hiền. Trời ơi chết mẹ rồi. Đừng có nói đuôi. Trời ơi vậy chứ nói gì bây giờ. Giờ lỡ rồi phải không? Dạ. Lỡ rồi giờ mày đổi vậy nè. Mày đuôi then là đen thui. Mày chết cháy đen thui. Rồi. Con hiểu. Tao báo cáo lại anh. Anh Tám ơi. Ai? Hồi nãy anh nó thề lộn, bây giờ nó bắt đầu nó thề lại. Vậy ha. Rồi đâu thề cho tôi nghe coi. Thề lại con. Dạ nếu con thay lòng đổ dạ với vợ con thì cho ông trời trời. Ông trời sẽ cho con bị đuôi. Đuôi then. Đuôi then là đen thui con bị chết cháy đen thui luôn. Nó chết cháy đen thui đó anh Tám. Thôi được rồi. Út à. Dạ. Ba hiểu được lòng dạ của con. Ba dạ. Yên tâm lắm. Dạ. Đầu của tôi với đầu của nó sao trời ơi. Ủa đầu của chú hả? Ừ. Tôi đang khen nó ai biểu chú đưa đầu vô làm chi. Tôi đâu có thấy. Út nè. Dạ. Bữa nay bà vui quá. Dạ. Con ra đằng sau bắt con gà làm thịt nấu cháo xe phai, trộn rau đâm để cúng má mày. Rồi đó ba cha con mình nhậu một bữa. Dạ. Con đi rồi, liền. Thôi. Rồi tôi về anh Tám. Tôi về ngăn. Gì kỳ vậy? Anh làm con gà anh trộn rau răm rồi cái ba cha con anh nhậu tôi ngó miệng hả? Đâu có tôi nói lộn mà. Hai cha con và chú nhậu chơi. Đi con. Vậy mới được. Dạ con đi tao liền. Tao phụ với cho chắc ăn Út ơi. Không để tôi phụ với. Tôi phụ một tay tôi bắt gà cho. Đây. Má,
gái má đã lớn, đã có chồng, gia đình mình rất vui. Phải chi má còn sống thì vui biết mấy hả má? Cô Nhạn à, anh còn đến đây làm gì nữa? Cô Nhạn, cô vẫn còn buồn giận tôi phải không? Nhân dịp đi công tác qua đây, nghe nói Nhạn và anh Út đã thành hôn. Tôi muốn gặp Nhạn nè. Không, anh đi đi, tôi sợ anh lắm. Anh đừng có gặp tôi nữa. Anh đi đi, tôi van anh đi đi mà. Cô Nhạn, tôi mong cô đừng hiểu lầm mà tội nghiệp. Cô Nhạn ơi, tôi xót xa vô cùng. Chuyện xảy ra hôm rồi, tôi thật lòng giúp mi cô, lại hóa thành hai cô, để cho bao cá bụi làm khổ đau cánh qua trong ngần. Anh phải đâu loài người, nhìn người ta cũng đau làm vui, chuyện kia nếu không sắp dài thì buồn. Hiểu anh làm sao? Cô Nhạn ơi, tôi biết cô là người cùng quê nên tôi xem cô như là một người em gái nhỏ. Hôm ấy nhìn cô như cánh hoa đồng nổi sắp tả tơi trong phòng ba lộc lừa bão tố, nên tôi mới tìm cách đưa cô trở lại quê nhà. Cuộc sống nhiễu như đang giết biết bao cô gái thật thà, thì người bình thường như tôi làm sao chẳng được dòng đen bạc đang cuộn bao cái tốt tươi xuống hố bùn đen tội lỗi. Hôm ấy thấy cô sắp ngã, chẳng lẽ nào tôi lại làm ngơ? Cô Nhạn ơi, làm ơn mắt quang giúp người bị quả vào thân là chuyện thường tình. Khi nhân nghĩa trên đời không còn ai quý trọng, tôi quý cô vì tôi thấy cô như một đóa hoa đồng nổi không hương giữa trời mưa bão. Trong cây xấu mịt mùng như cỏ dại đồng xa. Anh Hải à, tôi không thể hiểu được tận tường những lời anh vừa nói. Anh về đi, vì tôi sợ lắm. Tôi về, nhưng xin Nhạn hãy nhận cho tôi chút quà mọn này, gọi là mừng hạnh phúc cho Nhạn và anh Út. Anh Hải, tôi cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà anh Hải, trời ơi, đồ giật chồng người ta. Hà em à, em. Chị à, không phải đâu. Chị nghe tôi nói, tôi không có cần nghe ai nói nữa đâu. Trời ơi, nếu tôi không nhờ người ta chỉ thì làm sao tôi chứng kiến được cảnh này chứ? Hà, em lại hiểu lầm nữa rồi. Lầm à? Còn sắp hành thì sao chứ? Dính biệt à? Hà chị Hà. Hình của tôi chụp bậy bạ với anh. Anh Hải, tại sao lại kỳ cục như vậy? Tôi có chụp hình với anh hồi nào đâu mà. Tôi không biết nữa. Trời ơi, Hà ơi Hà, em giết anh rồi. Hà ơi Hà. Hà.
Nhãn, sự thật là như vậy sao Nhãn? Tại sao lại có những tấm hình như vậy chứ? Hả? Không phải, không phải đâu, không phải như vậy đâu. Anh hiểu lầm rồi, anh hiểu lầm em rồi anh Út ơi. Cô Giang ra đi. Em không có như vậy mà. Vậy mà tôi cứ tưởng cô là bông sao nhút vàng sớm mai chưa hề lung lay gì ông bướm. Vậy mà cô lại lừa dối tôi, phản bội tình tôi. Cô khốn nạn lắm. Anh Út, quán cho em lắm, quán cho em lắm anh Út ơi. Út ơi Út, cái gì từ từ Út, chuyện đâu còn có đó Út. Chú Giang ra đi. Sao mày đánh tao? Mày tính mày quậy hả Út? Trời ơi, mới nhậu thằng con sĩ muốn quậy hả Út? Buồn quá chú ơi. Tao vui quá. Tôi buồn mà chú vui cái gì chứ? Tao vui sướng giờ mày hết cà lâm nữa Út. Hết cái con khỉ. Tôi thù con gái. Tôi thù đàn bà. Anh Út, anh Út. Nhãn, hình ảnh đó tao nghe. Mày phải ra khỏi nhà. Rồi mày muốn đi đâu đó thì đi. Không, ba ơi, con xin ba đừng đuổi con. Lẽ nào ba không hiểu, ba không thương con sao ba? Tao nói đi là phải đi. Tao chỉ cho mày gặp tao một lần nữa thôi. Đó là khi nào tao chết ba. Mày đi đi ba. Ba ơi, con xin ba hãy thương con. Sự việc này con nào biết nào hay. Thật lòng xin ba hiểu mà tha thứ cho con. Con không làm xấu hổ cho ba. Ba có nghe không lòng con chua xót nghẹn ngào. Thôi hãy im đi, mày đừng làm tao thêm hổ thẹn. Trời ơi tức lắm, tôi muốn thét to lên cho thâu cả đất trời. Mày đi đâu kệ mày, mày ra khỏi nhà tao ngay đi. Ba, ba ơi, ba không tin con nữa thì con biết làm sao đây ba ơi. Anh Tám, chuyện lỡ vậy rồi anh đuổi nó biết đi đâu anh Tám? Không, nó đi thì phải đi. Mày không đi tao phá nhà. Tao đốt nhà tao tự giận. Ba, ba ơi, ba đừng đốt nhà. Ba để con đi ba ơi. Ba để con đi ba ơi. Chú Sáu, chú Sáu ơi, chú ở lại chăm sóc ba giùm con. Con phải đi, con phải đi ba ơi. Khoan, đứng đó, để tao. Hung dữ quá. Đốt nhà rồi đó. Đốt nhà lấy vợ cha nội. Anh Tám, chuyện đâu còn ở đó, mình phải tìm hiểu cặn kẽ. Chưa gì hết, đuổi con nó đi, nó biết đi đâu. Chú im đi. Chú biết cái gì? Nè, đề nghị nói chuyện không có sĩ nha. Anh sĩ nó lọt trong mắt tôi sao? Đuôi muốn người khác đu theo cho có bạn hả? Ba, ba
Đi đi. Xích ra con. Ông xỉ một cái mày đuôi luôn, thành đuôi có vòng đó con. Nhàn. Dạ. Mày đi liền ra khỏi nhà không? Đừng không đi, tao đốt nhà. Tao đốt nhà. Má, má đừng đốt nhà. Má này con đi. Đi. Cái ghê không? Trời ơi, cái mặt sắp mọc nanh rồi đó. Vì ghẻ con chồng mà. Ghê quá, sợ vì ghẻ quá đi. Nhàn nè, anh Tám đang giận. Con đi kiếm chỗ nào đó ở đỡ vài ngày đi. Nghe không? Đi đi con. Đi đi. Rồi, nó đi rồi đó. Nhà có bốn mạng, cắt hộ khẩu hết hai rồi. Vô đốt nhà đi. Xin mời hiệp sĩ mù. Hù ha. Trời ơi, anh mà anh đốt nhà, anh không ra sân anh ở tụi con anh đó. Bà ơi, tôi có lỗi với bà nhiều lắm. Tôi với bà chỉ có đứa con gái mà vô phần mất sớm. Tôi còn lại mà không dạy dỗ được nó nên người. Bây giờ nó làm buồn vong linh bà. Nó làm xấu mặt tôi, làm xấu với chòm xóm. Bà có biết tôi đau khổ không bà? Biết không bà? Khóc đi anh Tám. Anh khóc cho thiệt là nhiều đi anh Tám. Khóc nữa đi Lan. Lan ơi, có tội tình chi mà Lan phải chịu đọa đày. Tôi kể người nghe chuyện tình Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Cái gì mùi khét khét ta? Cái gì khét khét à? Trời đất ơi, chạy đốt nhà thiệt. Trời đất ơi, anh Tám ơi. Trời đất ơi, đốt nhà thiệt. Anh Tám ơi, anh Tám ơi, đi ra. Tôi lại anh Tám ơi, tôi lại anh mà. Anh đừng đốt nhà, anh Tám ơi, tôi lại anh mà. Trời ơi. Út à, con vào trong nhà ngủ đi con. Ngủ ngoài này gió mái không có tốt đâu con. Mà con bỏ ăn bỏ uống riết rồi con bệnh sao? Con thương má. Nhưng mà con buồn lắm. Con khổ lắm ơi. Má biết, ai mà ở trong hoàn cảnh này mà không buồn không khổ sao được. Nhưng dù sao đi nữa, con cần phải sống. Con còn có má nè, rồi con còn có bà con lối xóm nữa nè. Con còn có trách nhiệm với bản thân con nữa. Con à, ráng dậy đi, rồi kiếm chút gì để ăn cho nó đỡ đói, cho nó khỏe đi con. Con không ăn đâu. Con nằm đây nhịn đói cho tới chết luôn. Hả? Con chết đi để cho em Nhạn vừa lòng vừa dạ. Út, con làm cho má thất vọng quá. Con biết không con? Không lẽ con vì cái chuyện đó mà con không nghĩ gì tới má nữa sao con? Nhưng thôi, con muốn làm gì thì con làm đi. Má không có khuyên nữa đâu. Con coi như là con không có má nữa. Má ở đây đi làm gì nữa? Má đi, má có chết bờ chết bụi đi nữa con cũng đừng lo cho má gì nữa đó. Má đi đây nè. Má đừng đi. Má đừng bỏ của con mà.
giờ phút này mà má bỏ bỏ con đi đi nữa thì còn ai sống với con hả má? Nhưng má ở lại đây làm gì nữa? Má ở lại đây đi nhìn con trai của má đang khổ đau tuyệt vọng gì ơi. Má ở lại đây đi tự hành hạ bản thân mình như vậy sao má chịu nổi á con? Má, con xin lỗi má. Má hãy ở lại đây đi. Ở lại để cho con thấy cuộc đời mình còn điểm tựa. Để cho con được lời âu yếm như hồn còn trong tuổi ngày thơ. Má đi xa con mỏi mắt trong mi chờ, hay mỗi lần con té đau má ôm con tha thiết vỗ về. Để từng ngày con lớn con khôn thì phong trần và sương khói thời gian làm cho thân má khô gầy bởi bao nhọc nhằn nắng mưa. Vậy mà hôm nay em vì chút niềm tâm sự con lại làm cho má phải đau buồn. Con quỳ xuống đây xin chịu roi đòn rồi má cho con lời thứ tha. Út ơi, má có làm cây bàn đổ lá già nua cũng có che chở cho mầm tươi lộc biết. Để rồi mai đây má không còn gì nuối tiếc vì má đã làm xong bổn phận với con. Đợi con má ngày thành gia thất, niềm vui vừa bắt gặp thì cũng vừa đánh mất. Khiến lòng má đây chúa xót ê chề. Mà má thấy không, má mất một nàng dâu mà má còn thất vọng như vậy. Còn con thì mất vợ nè, một người mà con đã từng yêu thương hy vọng. Hỏi làm sao con không buồn cho được chứ. Út, nghe má nói nè con. Má biết con Nhạn hồi còn ẩm ở trên tay kìa. Má thương yêu và biết nó như con hiểu nó vậy. Vì nó là một đứa con gái hiền lành nhân hậu, tánh tình thì chất phác không chút gian tham. Con biết không, trong khi cuộc đời này có lẫn lộn trắng đen, con cũng nên bình tĩnh để tìm ra sự thật. Đừng nên vội vàng kết tội khi hiểu ra con ân hận muôn đời. Con thấy bằng chứng rõ ràng Nhạn lóa lộ trong vòng tay kẻ khác. Má ơi, con giờ đây tan nghi nát, tìm hiểu làm gì thêm hận tôi mà thôi. Thôi con nói sao thì má nghe vậy.
Nhưng mà không biết làm sao mà má của Linh cảm là con Nhạn nó vô tội. Má tin chắc là nó không có phản bội con đâu. Mà má có tin hay không thì sự thật cũng rõ ràng vậy rồi. Chứ chính má nói đời bây giờ trắng đen là lẫn lộn mà. Hôm qua còn hiền lành chân chất, chứ hôm nay thay đổi mấy hồi hả má? Thôi con à, chuyện đâu còn có đó. Con mất vợ rồi còn đó gì nữa? Nếu thật sự con Nhạn nó có lỗi với con cũng đừng có vì nó mà đâm ra chán trường chứ. Con còn trẻ mà con, còn phải cố gắng vượt qua những khó khăn đó đi. Con à, nghe lời má đi nha con. Sao má lo cho con mà con không có lo cho má? Nè, nghe lời má, vô ăn cái gì đi, ăn diện chút đi, rồi cái con đi ngủ ha, cho nó khỏe ha. Dạ, con nghe lời má. Ừ. Con vô con chơi một tô cơm nguội luôn. À, giỏi. Không lẽ mất vợ nhịn đói chết sao? Nhàn ơi, mấy ngày qua anh tìm em vất vả khắp nơi. Em ơi, dù sao cũng là nghĩa vợ tình chồng, làm sao quên em cho được. Anh nhớ em quá Nhàn ơi. Ai thương tình xin mua giùm cho em rau nhuốc xanh, rau ngọt ngào càng thấm hương tình, rau nhút cùng mắm kho càng thấm hương thơm, rau nhút xanh đồng nồi. Em bây giờ ở đâu anh vẫn tìm nhà. Quá đẹp, quá đẹp. Trời ơi, đẹp rung rẩy luôn, đẹp rụng rời luôn. Một kiểu hình có một không hai, gây ấn tượng khó quên trong lòng người xem. Trời ơi, anh, cái bô song của anh ngồi đẹp não nùng lắm. Đẹp đứt ruột, đứt gan luôn. Nó đẹp da diết lắm. Cái hình này mà đưa lên lịch Tết là hết ý. Với chủ đề là nhớ người yêu. Bây giờ anh xoay qua đi, xoay qua cho tôi lấy góc máy coi. Cái khung hình này nó toàn diện nè. Xoay qua anh, xoay qua. Là làm gì vậy ông nội? Chụp hình. Làm thêm vài kiểu nữa đi về làm kỷ niệm. Thôi, tôi không có tiền đâu. Không sao, kiểu đầu khuyến mãi mà, kiểu sau mới tính tiền. Nghề nghiệp mà, chỉ cần mắt tôi nheo mấy cái, má nhảy mấy phát đều chân, ngồi chơi chút xíu có hình. Nếu sâu tôi không ăn tiền, hãy chụp hình đi anh, máy chụp liền lấy ngay. Nè, chụp một bô nữa nghe. Này bây giờ anh lấy cái tay anh áp lên cái gò má nè nghe. Đây là cái chủ đề thương nhớ người xa vắng. Nó rất hợp với cảnh chiều tà buồn này. Thôi đi, tôi không chụp cảnh này đâu. Sao hả? Buồn lắm. Trời ơi, nếu anh chơi cảnh này thì cứ chụp đại đi, rồi tôi ghép cảnh khác cho. Đây nè, anh coi hình mà. Hình tôi chụp tôi ghép hay không? Giờ em coi. Đó, Triệu Di với Lâm Tâm Như chụp chung với tôi không đây nè. Ủa? Chụp chỗ này ghép chỗ kia cũng được hả? Được sao không được. Trời, nghề nghiệp của tôi mà, dễ ợt hả? Nếu anh chịu chơi hả, tôi sẽ ghép anh với một cô gái. Anh và cô ấy ngồi ôm nhau như là vợ chồng. Ủa? Làm như vậy cũng được sao? Có gì mà không được. Chỉ cần có hình hai người là làm được à. Bây giờ anh thích cái cảnh kia không? Tôi cũng ghép được nữa. Trời ơi, Nhạn ơi, chết anh rồi. Khốn nạn. Ây da, trời ơi, cái gì vậy trời? Đi. Trời ơi, mở hàng gặp thằng điên không nè trời. Nhạn ơi, anh đã hiểu lầm em rồi. Anh đã nghi ngờ quan cho em rồi, Nhạn ơi.
bây giờ hiểu ra thì biết em đâu mà tìm đấy Nhạn ơi. Anh hồ đồ quá, anh nông nổi quá phải không em? Nhạn ơi, Nhạn ơi. Đồng tiền không nghĩa không lòng nhân, không tình thương trong tay cái phường gian ác. Xót xa cho đời, còn chấp tay lại trời. Từ nhỏ tới lớn chưa nghe ai ca dở giọng ca này. Ca dở mà ham ca, ăn xin mà hát với anh không chết đói tụi con anh luôn anh Tám. Tôi nói thiệt với anh. Trời đất ơi trời, trời đất ơi, chả đâu mất tiêu rồi trời. Trời đất ơi, ông đi lạc rồi, xe đụng rồi trời ơi. Anh Tám ơi, anh đâu rồi anh Tám ơi, anh Tám. Tám, tôi đây nè. Gì đi trời ơi, cái gì mà lũi vô trời ơi. Từ anh kiếm chỗ anh chạy bị phạt nghe ông nội. Ở đây thành phố chứ mày ở dưới mình đâu bậy bạ bị phạt à nghe. Ừ. Chú nói gạt tôi chứ ai mà phạt chú. Phạt cái vụ này chắc tiền để đâu cho hết. Sao hả? Hồi xuống xe tới giờ chỗ nào tôi cũng nghe khai cái đó. Biết tình à. Trời ơi, nghe vậy rồi cái lũi đại vô vậy đó hả? Đâu có. Chứ sao? Hồi nãy tôi ca tới cái chỗ mà chắp tay lại trời á. Ừ. Tôi buông cây gậy nên đi lạc hướng đó chứ. Nè, kinh nghiệm nha, rút kinh nghiệm nha. Mai mốt có chắp tay lại trời chắp một tay thôi nha. Còn một tay ông nhớ ông cầm cái cây gậy này giùm tôi một cái. Ở đây là thành phố, anh đi lạng quạng xe nó ủi anh chết luôn đó nghe không? Anh Tám ơi, mà tôi lại anh nha anh Tám. Tôi với anh đâu phải là ăn xin đâu mà anh rên não nuột quá anh Tám ơi. Ờ, sao ngộ quá chú ơi. Hồi nãy ngồi bên xe đó. Ờ. Tôi nghe ông ăn xin ca có một lần mà tự nhiên cái tôi thuộc luôn à. Ờ, anh tối mát mà sáng dạ lắm. Ý, có điềm lành rồi Tám ơi. Điềm lành gì chú? Bây giờ đi kiếm con Nhạn vài ngày mà không gặp đó ha. Tôi nhờ anh nha anh Tám. Nhờ tôi làm gì chú? Nhờ anh hát kiếm cơm. Chú sao này, tôi buồn tôi hát chơi cho vui, cho bộ ăn xin thật đâu mà chú nói tôi. Thôi mà, anh chơi gì kỳ anh Tám ơi. Anh thì mù, tôi cầm gậy dẫn đường đi trước. Anh ở đằng sau nát nghiêu ngao, có khác gì đi ăn mày đâu, phải không anh Tám? Nhưng tôi với chú đâu có giống ăn mày. Tôi hát từ sáng tới giờ đâu có ai cho cắt nào đâu. Nhưng liệu có tìm được con Nhạn không chú? Thành phố mênh mông, đi vài ngày hết tiền hết bạc rồi sao chú? Lúc đó đi xin ăn thiệt. Thôi, giờ ngồi đây nghỉ chút rồi đi tiếp nữa nha. Anh Tám nè, anh thấy hậu quả chưa? Phải anh nghe lời tôi, nhà đâu có trái. Tôi với anh đâu phải đi lang thang tìm của Nhạn cực khổ về anh Tám. Lỡ rồi chú, tôi thấy mình cũng có trật chút đỉnh. Chút đỉnh cái gì? Trật nhiều chứ chút đỉnh sao được anh Tám. Con gái thì bỏ đi, nhà thì trái, mà anh nói anh trật chút đỉnh nữa. Thôi chú sao, chú nhắc làm cho tôi không chịu nổi. Tôi nhớ con tôi lắm chú sao ơi. Anh Tám mà, mình làm cha làm mẹ, sanh con ra rồi phải có trách nhiệm chuẩn bị hành trang cho con nó bước vào đời vững vàng đầy đủ. Nhưng cũng có biết bao gia đình không may rơi vào lam lũ, thì đâu phải lỗi mẹ cha, cũng không phải tại ông trời. Đó là chuyện thương đau khi làm một con người. Nghèo giàu làm cho trẻ thơ nhìn nhau bằng vật chất, bằng kẻ thừa tiền người thiếu đói hầm yêu. Gia đình anh lỡ nghèo thương con biết bao nhiêu, nó phải tần tảo nuôi cha lúc tuổi còn thơ dài. Thời buổi nhiễu nhương ly thông thì nhiều, thách sanh thì ít, con anh nó lỡ dại khờ.
tại sao anh đành bỏ nó. Chú đừng nói nữa chú Sáu ơi, tôi hối hận lắm rồi. Thôi nín đi anh. Thôi bậy, nín đi anh Tám. Đây là công viên mà, làm gì khóc lớn như vậy. Nín đi ông nội ơi. Không biết mắc cỡ hả? Nín đi. Trời ơi, già mà khóc dai quá. Tôi biểu anh nín giùm cái, tôi lại anh là nín giùm không được sao? Nín. Tôi khóc đâu, tôi nín nãy giờ tại chú sớm xác quá. Ủa? Ủa nín nãy giờ hả? Không phải anh hả? Ủa, nãy giờ ai khóc ké mà tích cực dữ vậy? Rồi, nó thấy anh khóc, nó ghẹo anh đó anh Tám thấy không? Ai khóc ké vậy? Không, không phải khóc ké đâu. Ủa, Cà Lâm, giống tiếng thằng Út, giống tiếng thằng Út nhà mình quá anh Tám ơi. Không lẽ nó? Tôi không có cô khóc ké đâu. Mà đây là tiếng khóc của kẻ hối hận ăn năn, không chịu gạng đục lắng trong vội vàng nông nổi, nỡ xua đuổi người vợ yêu thương, đi biết về đâu nơi góc biển cho chân trời. Nhãn ơi, chắc anh phải hối hận ăn năn cho đến trọn cuộc đời. Út, thằng Út. Út phải không? Phải. Cái mà cô con nè Sáu ơi. Út lựu đạn. Út đã còn. Ba ơi, xin ba tha lỗi cho con trẻ dại khờ, đã nông nổi làm khổ vợ và ba. Út, Út ơi, ba nhớ con nhiều lắm Út ơi. Tôi ông nội ơi, thằng Út kia kìa, anh mới sớm xác đó. Ủa, chú hả? Tôi. Nó đâu chú? Nó ngồi kế tôi nè. Trời ơi con, sao con cạo đầu trọc lóc vậy? Đi tua rồi hả? Cái đầu gối con đó cha. Trời ơi, cái đầu gối tôi tự nhiên nó ôm rồi khắp ôm sơm à. Nè nè, cái đầu nè, mày đưa cái đầu vô cho ông rồi đi. Nè, đầu nó nè. Út con. Ba, thì thương lắm ba tôi mái đầu đi điểm bạc. Đến từng tuổi này sao vẫn khổ vì con. Trời ơi, mong cho con đừng rơi vào nghịch cảnh, xui cho nó về xin lại trời cao. Thôi đừng có ráng, nó đứt cái dây nói anh nữa bây giờ thế nè. Út ơi Út, ông trai mày đi đâu vậy Út? Mày hiểu vợ mày chưa Út? Bị vợ con bị hàm quan sơ sáo ơi. Hôm trai của con đi tìm vợ con mà không gặp. Buồn quá của con quay về căn nhà cũ, thì chỉ còn lại một đống trâu tro tàn quang vắng, khiến cho con đứt từng đoạn ruột cái sơ sáo ơi. Cái đồ khốn nạn. Gì nữa vậy? Vụ gì nữa đây? Cái đồ vô lương tâm. Cái quân tàn ác nào nó nỡ đốt nhà ông già vợ tôi. Đúng rồi. Nó ác lắm con. Nó hung dữ lắm con. Nó hung dữ nhất xã mình đó con. Chứ sao? Con nói thiệt với Sáu với ba. Con mà biết thằng già, thằng trẻ nào đốt nhà ông già già vợ con hả? Con luộc mẹ nó luôn á. Con nói thiệt á. Trời ơi. Mày biết ai đốt không Út? Chú nói đi con chơi cho coi. Người mù gây khói lửa đó con. Tội phạm chiến tranh nè con. Đó. Ủa? Ba hả ba? Nó đó con. Chú Sáu, tôi lỡ có lần, chú đừng nói nữa, tôi buồn lắm. Anh lỡ vài lần nữa trái rụi luôn cả xã quá. Thôi mà chú, bây giờ đã gặp thằng Út, chắc làm gì cũng tìm được con Nhạn. Mình đi tìm nó đi chú Sáu. Thằng Út. Gì dạ? Gì đó ba? Út ơi, kiếm được mày tao giao nhiệm vụ dẫn anh Tám cho mày nghe Út. Gặp mày giống như đường tăng mà thu được Trư Bát Giới vậy đó. Rồi đi, đi. Đồng tiền. Đừng có ca nữa, tôi khổ anh quá à. Ca buồn đó mà gặp thằng Út là vui rồi. Bây giờ vui, mình lên đường theo kiểu vui. Lên đường. Xin
đi tìm con, chồng đi tìm vợ. Cuộc đời là như thế. Nhân tình thì phản bội để chạy theo những điều tội lỗi. Chỉ có những người chân thật thủy chung lại phải gánh lấy những khổ đau và oan nghiệt. Anh Hải ơi, nỡ lòng nào anh đối xử với em như vậy? Anh nỡ lòng nào chà đạp lên tình nghĩa vợ chồng chung chân sẻ gối? Anh có biết đâu bao đêm rồi em đã khóc khi nhớ đến lời chàng chưa yêu. Sao quá ngọt ngào còn rung động trái tim. Anh đã ra đi quên tình quên nghĩa phu thê. Ôi ngày vui thoáng qua mau, tình nghĩa vợ chồng đâu vậy? Về nhà không thấy phải chạy tìm em khắp nơi nè. Em đi đâu vậy Hà? Em đi đâu kệ em. Anh đã có người để đưa, để đón, để chờ đợi nhớ nhung. Anh còn đi tìm tôi làm gì nữa chứ? Hà, trời ơi, biết nói làm sao cho em hiểu bây giờ. Anh bị oan mà Hà. Em vẫn không tin anh hay sao? Làm sao mà tin được khi trước mắt tôi vẫn sờ sờ bao thứ lọc lừa phản bội. Hà ơi, anh xin em, anh xin em hãy tin anh để em cười nói với anh như những ngày hai đứa ta còn thương yêu nhau tha thiết. Em đã rút vào lòng anh nỉ non cho đến khi tiếng gà gáy sang, để cho hạnh phúc tình yêu biến thành hơi thở đưa ai đưa bình yên vào giấc ngủ say nồng. Nhìn em cứ lặng thinh anh tan nát trong lòng. Hà ơi, nếu em là con sông lăng tăng hiền hòa của dòng sông nhỏ thì anh sẽ là đôi bờ cho em vỗ nhẹ làm vui. Đã là vợ chồng vẫn hờn nhau đôi chút cũng thường thôi, nhưng phải nói với nhau thật nhiều để mà thông cảm. Đừng sống bên nhau như cô đơn lẻ bóng lạnh nhạt mà chỉ khi mình ở cận kề. Vậy anh hãy nói cho em biết những chuyện xảy ra vừa rồi là do em hay là tại anh chứ? Em nghe anh nói nè, không phải do em mà cũng không phải do anh nữa. Thôi đi, anh đừng có tưởng em là con nít rồi muốn nói gì thì nói à. Lúc thì chung thủy, lúc thì phản bội. Trời ơi là trời ơi, em nghe anh nói nè, nếu em không tin hả, anh thề với em á là thôi, làm sao tin được người ơi. Lòng tôi nay đã nát tan, như nắng mưa bao phen. Làm sao hỏi tôi không căm giận, vì ai quên nghĩa
dồi tình anh hứa rằng yêu em đến trọn đời. Nếu như lời của anh có đủ quy lực để giữ vững niềm tin thì hãy giữ lời thề đó và coi như mình không có lùi. Và hãy xem những chuyện vừa qua như đình số an bài. Mà đình số ngày nay phải chịu lắm đau sầu. Tôi không thể nào chịu được sự giống tình vang bội mà lời lẽ ngọt ngào chan chứa yêu thương. Thôi thì anh cứ coi tôi như một kẻ ngây thơ khờ dại, anh cũng chẳng cần ngân bài giải để làm chi. Tôi có thể chết để được tình yêu chung thủy chớ chẳng hàm ấm êm trong bồi bạc giống tình. Từ ngày pháo nổ nghinh hôn, lòng anh vẫn trọn một đời yêu em. Nhưng em chỉ giữ bóng hình, còn tình anh đã trao về cho ai? Hà ơi, tin anh đi mà. Em không tin đâu. Trời ơi, tức ơi là tức. Anh hỏi em nè, nếu có một người nào đó đến nói với anh là em có bồ mà anh nông nổi như em tin liền á, thì em tính làm sao đây? Nhưng mà còn mấy tấm hình đó anh giải thích làm sao? Khổ quá đi em ơi, nhưng tấm hình ghép thô thiển như vậy chỉ làm khổ cho gia đình anh Út, vì người ta chưa hiểu. Còn em, chẳng lẽ em cũng tin nữa sao? Anh Hải, người ta xấu sao, người ta không hại ai mà lại hại anh cho em khổ vậy? Không có lửa làm sao có khói chứ. Anh hay lắm, cái gì anh nói cũng suông hết trơn hết trọi á. Anh nói suông, anh nói trôi chảy là vì anh chân thật và trong sáng. Tin chưa? Em tin anh chưa? Cười một cái đi, cười giùm cái đi mà. Rồi rồi rồi, một bồ quá đẹp quá đẹp. Đó đó, ông bà nghiêng chút nữa đi. Cười lên cười lên cười lên. 1, 2, 3. Đó, hết chỗ kia hết. Ngưng. Gì vậy? Chụp thì phải hỏi người ta chứ. Nè, sao cô này không chịu chụp hình chung với tôi đâu? Nè, mới bắt đầu cua phải không? Còn khó dễ phải không? Không chịu chụp chung phải không? Được rồi, chụp mỗi người một kiểu đi, tôi ghép lại cho tạo bất ngờ, gây cảm giác mạnh. Có đẹp bằng thật không? Trời, nói phải có bằng chứng chứ. Đây nè, xem nè. Đó, thấy chưa? Thấy hình tôi mà chụp chung với Triệu Di với Lâm Tâm Như chưa? Trời đất ơi, anh qua Hồng Kông chụp với mấy người này hả? Đâu cần đi đâu cho anh xa, ở tại chỗ chụp cũng được à. Cái gì? Ở tại đây mà chụp được à? Ghép, hình ghép, thấy trình độ chưa? Còn coi hình này mới đã nữa nè. Đó, thấy hình này ghép độc lắm nè. Nè. Ý, tấm hình này. Ủa, sao mặt giống mặt cha quá vậy cha? Buông ra. Làm gì vậy? Anh hay lắm nè. Hà ơi. Trời, em xem nè. Trời ơi, thấy ghê quá hả? Nhưng mà ở đâu mà ai cũng có tùm lum vậy? Buông ra. Buông cái gì mà buông? Để anh hỏi ông này. Nè. Cái gì vậy? Hình này ông ghép phải không? Này người ta thuê tôi ghép mà nghe. Thuê ghép để làm gì? Để người đó là ai? Ai? Người đó là ai? Quên mất rồi. Nè. Nếu quên thì anh phải chịu trách nhiệm với mấy tấm hình này. Đi công an với tôi. Làm gì vậy? Trời ơi. Anh Hải. Tiền khổ cháy tôi có ai?
ai hiểu ta. Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà, dần ai gây nên lửa khói, bây giờ chắc ngủ công viên rồi. Đêm nay ngủ công viên thiệt rồi. Anh Tám, đi giường đi lâu quá vậy sư phụ? Ngồi ở đây đi ba. Chú sao rồi? Tôi nói trời tối rồi, không tìm được đâu, vẫn đi vòng vòng hoài như vậy chịu gì nổi chú sao? Thôi anh bớt cái mỏ anh lại giùm tôi đi, gần tới Tây Phương rồi. Anh làm ác là phải gặp khổ ải chứ sao? Tôi làm gì ác? Đốt nhà không ác hả? Nói hoài. Chú Sáu ơi. Gì vậy? Sao cái mùi này giống chỗ hồi nãy quá chú Sáu? Cái chỗ nào nữa? Y chang luôn. Đi vòng vòng hồi cũng trở lại chỗ này à. Làm như mình hạp ở chỗ này hay sao vậy? Ê Út, hồi nãy đi mày có đếm bao nhiêu cua quẹo không Út? Hình như quẹo đến 15 lần đó chú. Cua cuối cùng con thấy có cái cổng, nhìn lên có tấm bảng nữa. Bảng là chùa gì con? Đâu phải chùa, nhà trẻ. Nhà trẻ? Trời ơi, nhà trẻ sao hồi nãy không cho tao hay? Chi vậy chú? Tao gửi anh Tám vô trong nè. Trời đất ơi, nhà trẻ gửi tôi vô đó làm gì? Gửi cho anh ta nuôi dùm vài bữa. Thấy anh ốm quá sợ suy dinh dưỡng, ăn phần của mấy cháu mau mập lắm nghe cha. Chú còn khỏe quá, chú nói cho đã. Tôi mệt tôi ngủ một chút lấy sức. Ngủ đi, nằm xuống băng đá nè ngủ đi. Út ơi Út. Gì vậy? Tao nhớ kỹ lắm nghe Út. Đến cua quẹo thứ 15, đi thêm 30 thước là tới cái chùa. Chùa này tao quen lắm, hồi đó tao có ngủ mấy lần rồi đó. Chú làm gì mà ngủ đó nhiều lần vậy? Thì đi bán khoai lang với ông già rồi ghé ngủ nhờ nè. Nè, tao cho mày biết nha, tao có mấy ông bạn làm thầy chùa ở đó. Chú đi bao lâu rồi? Mới đây thôi chứ lâu đâu. Bao lâu? Đâu 31, 32 năm gì đó. Trời ơi, 30 mấy năm rồi mà chú còn dẫn ba con đi tìm nữa. Ê Út. Dạ. Tao để ý mày nghe Út. Hình như mày hết cà lăm rồi Út không? Trời chừng nào mà hết cà lăm chú ơi. Thôi hỏi tới cái mày bập nữa. Xích ra cho tôi vui cắn coi chú sao. Ơi trời, có cái băng đá ông chiếm hết rồi. Già mà ham ăn ham ngủ quá. Út ơi Út, rồi hổm rày con ngủ ở đâu vậy Út? Ngủ tùm lum, đâu có nhớ hết chú. Đêm nay mày ngủ khách sạn 1000 sao với tao nghe Út. Trời, tiền đâu mà ngủ khách sạn. Văn mùng đi con. Đó, mình văn mùng mình nằm đây mình nhìn lên trời cái thành 1000 sao thấy không? 5 sao đâu có nhiều bằng đâu à. Làm sao văn mùng được chú? Cây bự xa buộc không có được. Trời ơi, không có văn mùng làm sao mà ngủ được. Sáu ơi, con góc này không biết buộc đâu nè. Hết cách rồi phải không? Chịu thua. Thôi giờ vậy đi nghe. Vậy nó khỏe mày mà cũng khỏe tụi tao nữa, thấy không? Ấy mày đứng đây mày cầm giùm cái góc này đi. Cầm tới chừng nào mà mới thôi lần chú. Xíu thôi. Chừng nào tụi tao ngủ vậy rồi thôi, thấy không? Trời. Cao lắm mà chừng 5-6 giờ vậy rồi, thấy không? Chết rồi. Vậy chắc hết ngủ rồi còn gì nữa. Út ơi. Dạ. Cái mụn nó có cửa làm sao Út ơi? Thì chú đóng lại đi. Không có dây thun. Có dây thun đưa tao đóng cái cửa lại coi. Nè phụ tùng nè. Nè Út ơi. Cầm cái gậy nghe không? Cây này thiết bản của Tề Thiên đó nha. Mày ngồi ở ngoài có ai trấn lột cái mày chơi nó cho tao nha không? Đưa giùm đôi dép tao Út. Vậy lấy giùm dép tôi vô luôn chú sao? Trời ơi, dép anh mang trong vỏ ông đó ông ơi. Ai dám lấy dép của anh đâu. Đụng vô nó đứt tay luôn á. Dép ngoài á, 3-4 năm á. Đôi dép mòn như lưỡi da lam mà chưa chịu bỏ nữa. Trời ơi trời. Chú sao ơi? Cái gì nữa? Cái mùng chú rệp cắn quá trời chú sao? Rệp nó trả thù anh đó. Nó làm, tôi làm gì nó trả thù tôi. Anh đốt nhà không có chỗ nó ở, nó theo nó cắn anh đó. Út ơi, kéo cao lên đó. Hạ xuống trời ơi, nó không có chân mũi nó vô. Được rồi. Thôi ta ngủ trước nè Út ơi. Tiền cô cháy tôi
ra đi. Xin ba hiểu mà thương con nghe ba. Anh Út ơi, bây giờ anh ở đâu? Anh có biết là em khổ lắm hay không? Em như cánh nhạc xa đàn, đêm sương lạnh lẽo mỏi mòn cánh bay. Ngẩn ngơ giờ ở phương nào, thân gái dặm trường biết phải về đâu. Nhãn, anh là Út Lâm Nhãn. Kìa anh Út. Nhãn anh Út. Gặp nhau trời đổ sương chiều, ai xuôi cánh nhạn dặm trường buồn. Nhãn ơi, anh đã thất thiểu tìm em với nỗi lòng rai rứt. Ai giờ này ai mở karaoke ôm sồm vậy trời? Vì hoàn cảnh trớ trêu nên em phải lìa xứ xa quê, buồn tên lẻ bạn khóc thương sâu. Số mệnh như sương đêm cho nhàn bạc mà mãi đâu. Anh biết em là cô gái nghèo dãi dầu mưa nắng, chắc chiêu từng còng rau như nhúc dính bùn để đổi lấy chén cơm. Nghĩa vợ tình chồng đang đầm ấm yêu thương, sao nghịch cảnh trở trêu chỉ biến thành thương hận. Anh thương cánh nhạn đêm sương sầu lẻ bạn, thương biết bao nhiêu ơi đôi mắt của em buồn. Giờ này chương trình dần trăng cổ nhạc nó còn ha. Trời ơi, ngủ mà chú gác tôi nặng quá chú sao? Anh xin lỗi, tưởng gối ôm. Ý, anh Út ơi, có người đang ngủ ở đằng kia kìa. Mình đi lại đằng kia đi em. Anh Út mà, anh biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ tấm duyên mơ, chiều nghiêng nắng đôi thì quý em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cả cách sông, giờ đâu cả cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngăn cách sông, chết đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Xin hiểu cho em một người con gái, khi bước vào yêu đã chịu nhiều cay đắng. Lòng em đau xót anh nỡ quên sao giây phút ban đầu. Nhìn Nhãn ơi, anh vẫn còn yêu em. Không phải tại em phũ phàng,
về với thực tế đi anh. Đừng vội quên đi những lời hẹn ước. Tình yêu của đôi ta vô vàng cao quý, em gìn giữ trọn đời không thể nào quên. Nhạn, mọi sự hiểu lầm làm cho hai đứa đứa mình xót xa. Bây giờ đã qua rồi, em đừng giận giận anh nữa nghe nghe nghe. Anh Út à, nếu anh đã hiểu thì em đâu có buồn nữa. Thôi được rồi, bây giờ mình về quê đi anh. Em nhớ ba lắm, chắc ba em đợi em lắm đó. Đi, mình đi về anh. Khỏi khỏi đi, ba ngủ đằng đằng kia 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 kìa. Hả? Anh nói cái gì? Ba của em nằm ngủ ở đây đó hả? Trời ơi, tôi đốt hồi nào tôi đang ngủ mà. Cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy ông ơi? Trời ơi, cháy đâu mà cháy? Ba ơi, con là Nhạn đi ba. Trời ơi, tiếng con Nhạn sao ơi? Tiếng con Nhạn, Nhạn ơi, trời ơi Nhạn. Tao, mày lộn rồi ba mày nè. Nhạn ơi, ba nè con. Ba. Trời ơi, trời. Cha con gặp nhau mừng quá, bể mẹ cái mùng của tôi hết rồi. Mấy giờ rồi mà làm gì lu bu dữ Út? 9 giờ rồi chú ơi. Có tâm sự hai đứa bay tâm sự, để mùng cho hai thằng già này ngủ chứ bay. Thôi ngủ gì được nữa chú. Tôi gặp con gái tôi mừng quá rồi. Bây giờ về liền Nhạn ơi. Dạ chú Sáu ơi. Bây giờ mình ra bến xe chờ chuyến xe đầu tiên nghe chú. Vậy cũng được. Ra bến xe coi còn sớm, ta dẫn anh Tám đi coi video bữa. Coi video hả? Coi video, coi phim á. Trời đất ơi, con mắt tôi về làm sao coi phim? Thì anh coi anh nghe, tôi bổ sung hình ảnh thêm cho tôi kể. Thôi tôi không coi đâu, cha con mình về kịp chuyến xe con. Dạ. Đi. Đi đâu? Đâu có đi dễ dàng như vậy được. Ý chết, con mẹ chằn tới rồi. Đâu, để tao. Thôi, anh không biết bài này đâu. Để tôi tiếp. Gì? Mẹ nó, đi đâu cũng gặp cha này hết trơn. Thấy không, thấy cái mỏ tôi giật không? Gặp bà là cái mỏ tôi nó giật rồi. Giờ bà muốn gì đây, hả? Muốn gì à? Muốn gì phải không? Giờ tôi muốn bán những tấm hình này nè. Hình cái ghép giỡn. Ai mà thèm mua. Gì ghép? Nè, tưởng ở thành phố rồi khi dễ dân quê phải không? Trời ơi, dân quê chứ không có ngu đâu à nghe. Ngu không ngu gì không biết. Bây giờ tôi hỏi mua không? Mua không? Không mua phải không? Được rồi, mấy người không mua, tôi đem mấy cái hình này nè, tôi về dưới quê á, tôi phát cho bà con ở dưới người tắm, thử coi mấy người còn dám dắt cái mặt về dưới quê không? Còn làm ăn được không cho biết à? Trời ơi, anh Út ơi, chết rồi anh Út ơi. Ê, chứ chơi gì kỳ cục vậy bà nội? Người ta mới cưới mà chơi kiểu gì kỳ cục vậy? Thôi, tiêu rồi con ơi. Yên tâm, mày cứ yên tâm để tao. Chị Hai ơi. Vậy. Bây giờ không ấy mấy tấm hình này không có tiền mua về đổi bù tôi được không? Cái gì bù? Ai bù? Chị bù với tôi nè. Trong đám này có mình tôi chưa có vợ nè. Quá. Đổi ông hả? Giờ mới thân hình thấy phát ớn. Dám đâu. Nè, bây giờ có mua không? Tôi ra giá đó. Bao nhiêu? 5 chỉ. Anh Út ơi, tiền ở đâu mà mình trả? Thôi chú Sáu, mình về mình bán nhà mình trả bả cho rồi. Thôi đi ông nội, nhà ông đốt rồi còn đâu nữa mà bán. Thì còn cái nền với mấy công ruộng á. Thôi trời ơi, ai mà đi bán đất bán ruộng. Để tôi tính cho. Nè, bây giờ có chịu mua hay không? Mua không? Đừng có đứng đó mà nói hoài nha. Tôi lên giá bây giờ 5 chỉ không mua phải không? Phải không? Lèn èn là giá mới nha. 7 chỉ. Sao? Mua không? Tôi mua. Ủa? Hải? Hà? Đố? Em thấy không? Tới bây giờ cũng còn binh nó đó em thấy không hả?
tôi đã biết rõ mưu mô của chị. Chị phá gia can của ai? Chứ chị không thể phá gia can của vợ chồng tôi. Chị đã đi dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ, đi làm tiền người ta bằng những tấm hình dơ bẩn như thế này à? Chửi! Hà! Chửi nữa đi cưng! Chửi cho sướng miệng đi! Rồi mấy người sẽ thấy. Rồi sao? Giờ mấy người có chịu mua không? Mua bằng với tiền vàng bạc được không? Tôi mua được không? Vậy mới được chứ. Và tôi sẽ bán lại cho bà những tấm hình không hề ghép. Hình gì mà đòi bán cho tôi? Đâu đưa tôi coi coi. Này, bà nhìn xem cho rõ. Trời đất ơi, ở đâu mà chụp được mấy cái tấm hình như vậy? Trời ơi, tôi nhớ là cái quán của tôi đẹp mờ dữ lắm mà, tại sao mà chụp rõ như vậy chứ? Cái máy này là máy nào vậy? Trời ơi hình gì mà ngồi ôm xà nẹo như ếch bắt cặp vậy? Trời, sao bà sợ chưa? Hình này đem bán rồi đăng báo mới có giá trị chứ. Hả? Cái gì? Đăng báo hả? Ai? Ai cho đăng báo? Đăng báo. Xe nát hết rồi, đăng báo đi. Rồi đăng đi. Vô ích thôi bà ơi. Nè, tôi nói bà nghe. Bà xé thì nên xé những tấm hình ghét dởm của bà kìa. Hù dọ rồi. Giờ sao? Muốn gì đây? Nói đi, muốn cái gì? Bà đừng có làm cái chuyện vô ích nữa. Nên xé những tấm hình ghép dởm của bà. Tôi sẽ trả lại cho bà những tấm hình này. Ô la la. Giờ trao đổi phải không? Xé mấy tấm hình ghép dởm này, rồi cái hãy trả lại phim gốc cho tôi phải không? Được rồi, tôi xé. Mình đi hại. Có đâu đưa. Đừng có ham. Tôi đã gửi cho đăng báo rồi. Hả? Cái gì? Đăng báo rồi hả? Trời ơi. Chết tôi rồi. Trời ơi, đúng là già mà còn dại. Có cháu ngoại mà còn ngu rồi. Trời ơi, đăng báo thì tiêu mẹ nó rồi. Tôi sẽ vô tù rồi. Trời ơi. Nặng. Xuống đất đi bà nội. Nồng chẳng bán mua gì đâu, tình không hình bóng đắm say người thương, cho nhau tình yêu tình ngất say. Lời ngọt ngào dù tiếng thơ dịu mềm, dù phần nghèo tình có đâu thơ ơ. Chiều trên đồng xanh tối qua dòng. Mà ngọt. Nghe cái mà ngọt. Giờ này giờ ngọt. Ma hiện về, ma trâu của cái miếu này. Đúng rồi, ma trâu rồi. Má trâu mà nghe cái mà ngọ. Ủa sao má trâu cà lâm ta? Nghe cái mà ngọ. Biết rồi. Biết má trâu này rồi. Má trâu, tao nhận ra mày rồi má trâu ơi. Thấy không? Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy Út? Hả? Thì
thì làm ma trâu. Chú thấy ghê không? Ghê gì ghê? Mà mày làm ma trâu chi hả? Làm ma trâu để nhát cái con nhỏ bán ra nhúc đó. Trời ơi, mày nhát nó làm chi vậy? Trời ơi, nó nói thiệt với sao nha. Là tôi khoái nhỏ dữ lắm. Tôi thương nó dữ lắm. Nhưng mà chưa có dịp làm quen. Thôi đi ông con ơi, khoái cô nào thương cô nào, người ta mua quà đem tới nhà người ta tặng làm quen. Mày muốn làm quen tự nhiên làm ma nhát người ta, chắc mày ăn chổi chà quá nè. Mua gì thường thôi, thấy không? Giả tỷ như mày đi mua chiếc xe cúp xe rim mà mày tặng làm quen vậy đó. Trời ơi, sao bà vẽ mà không thương con sao? Sao không thấy gì dạo này Út đang te tua sao? Trời ơi, te tua mà muốn vợ hả? Muốn vợ chi? Tại tới tuổi vậy thì rồi biết làm sao? Bây giờ sao như giúp giùm Út đi sao? Giúp mày giúp cách nào đây? Chú làm ma này nè. Chú đội cái đầu trâu lên, núp sau miếu, chờ con nhỏ bán rau nhúc đi qua. Chú nhát nó để tôi chạy tới tôi cứu rồi tôi là làm quen. Thôi đi ông nội, đừng có xúi vậy đi. Tao làm ma tao nhát rồi, lỡ nó sợ quá nó chết rồi làm sao mày? Trời ơi, nếu như vậy càng đã nha. Sao đã? Chú biết không? Nó bị xỉu ha. Tôi nhào vô ẩm cô ta chà chai vô bụi cây để xuống. Ê, làm bậy ở tù không có ngày ra nghe con. Trời ơi, chú hiểu bậy rồi. Bậy sao? Tôi để cô đó xuống ha. Rồi tôi lấy hai bàn tay so cho nóng. Rồi hơi vô cái má nó nè. Rồi tiếp tục xe hai bàn tay cho nóng nè. Rồi tôi hơi vô cái tay nó nè. Rồi tôi tiếp tục tôi xe tay cho nóng ha. Rồi tôi hơi vô cái thôi đừng hơ nữa. Hơ một hồi nó khét nghẹt người ta luôn mày ơi. Còn nếu như nó không có sợ ma, nó không có xỉu cái mày làm sao? Thì tôi như vô tình đi tới. Nhào vô đá vô mặt nè. Đá vô bụng ma trâu vài chục cái rồi giác ma trâu liền vô miếu luôn. Ma trâu ai hả? Chú đó. Rồi chiều về gặp lại uống rượu sao? Thôi, mày đánh cái kiểu đó là chết mẹ tao rồi còn uống rượu gì nữa. Mày đá kiểu đó trâu thiệt còn chết, đừng nói tới tao. Thôi đi ông nội ơi, thôi. Sao? Đâu phải đánh thiệt mà sao sợ? Đánh giả bộ mà mình tập trước cho kỹ mới làm chứ. Tập trước rồi mới làm phải không? Dạ. Được thì làm, không được thì thôi mày. Mà ráng giúp con mà sao? Mày thiệt là vô duyên. Tự nhiên hẹn tao ra đây bắt tao làm ma. Bây giờ là bây giờ làm sao đây không? Được đó. Bây giờ tôi giả con nhỏ ba bán rau nhú nhút ngang. Ai mua rau nhú nhút không? Nghe. Ma trâu hãy coi ta đây. Ai mua rau nhút không? Sáu ơi, tới rồi kìa. Sáu ơi, vô miếu mau lên. Chưa tập mày. Tập đâu có kịp nữa. Vô miếu mau lên. Trời ơi, không tập mày đánh. Mua rau nhúc à. Không có tập mày đánh tao chết sao? Không có đâu. Đánh nhẹ. Đánh giả bộ mà. Rồi. Vô. Ai thương tình xin mua giùm cho em rau nhút xanh, rau nhút tươi ngọt ngào, càng thắm hương tình rau nhút cùng mắm khô. Người bán rau xanh, rau thắm tươi đồng nội, rau mang tình quê hương, rau mang tình của em.
Thấy không, đã chưa, đã chưa? Mèn biết tôi. Chị nè, chị hai bèo đó hen. Mèn ơi, sao mà ăn mặc bảnh thỏn dữ hả? Trời. Mèn ơi, nhìn chị không ra đó nghe. Nhìn không ra phải không? Dạ. Phải rồi, nhìn không ra là phải rồi. Nhạn ơi, chị lên Sài Gòn á, chị tân trang lại hết nè. Em thấy nè, 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 hồi đó nè, phải không? Thấy không, chỗ này nó bự ra phải không? Bây giờ nó ốm lại nè, phải không? Hồi đó chỗ này nó nhỏ phải không? Bây giờ nó bự ra. Thay đổi hoàn toàn bộ đồ vũ tùng hết. Hèn chi, em thấy chị đẹp quá hèn. Đẹp lắm hả cưng? Dạ. Trời ơi, ở Sài Gòn chị làm ăn khá lắm nghe. Trung bình mỗi ngày có mấy trăm ngàn đó. Vậy? Làm ăn được quá nên chị nhớ tới em, nên chị vội vã chạy về đây để tìm em nè. Nhạn, nghe nói lúc này em khổ lắm phải không Nhạn? Phải không cưng? Ờ, dạ, thì chị thấy rồi đó. Ở miền quê này em đâu có biết làm gì hơn để có tiền được. Trời ơi là trời, thiệt là tội nghiệp em biết là bao đó Nhạn à. Nếu lúc trước em nghe lời chị thì đâu đến nỗi như vậy nè Nhạn à. Nhạn, vì vậy mà chị nhất quyết khuyên em nên thoát khỏi cái xứ này cho nó đỡ cái tâm thần. Nhớ ngày xưa chị còn tệ hơn em, mà ngày nay chị đã như vậy. Nhạn, chị đã cạn lời, sao em còn do dự? Nhưng mà cha mù lòa thì ai lo liệu? Em đâu thể yên lòng mà bỏ ra đi, chỉ có hai cha con hôm sớm tuổi già. Ui, khờ quá cưng ơi. Thiệt là em quá khờ á. Em phải ráng nhìn xa một chút. Bác ở lại nhà, em nhờ người ta chăm sóc. Em theo chị một ngày ha, bằng bán một tháng rau nhúc á. Nhưng em rất sợ một mình nơi đất lạ trời xa, cho nên thật lòng em không có dám đi đâu. Trời ơi, em thiệt là lạ đó nghe Nhạn. Đi làm ăn thì có gì phải sợ chứ. Chị nói vậy chứ không có quen á thì chắc gì mình kiếm ra tiền chứ. Dễ ở khà cưng ơi. Tại em cứ ru rú ở cái xã này thì làm sao hiểu biết được bao điều mới lạ chứ. Nhạn ơi, ở Sài Gòn bây giờ có sắc đẹp như em buôn bán cái gì cũng đắt hết á Nhạn à. Nói thiệt nha, đẹp như em nè, bán cốc ổi hạt dưa hạt bí cũng sắm vàng lòng á. Chị chọc em hoài hà, em đẹp làm sao cho bằng chị được. Nói cái tự nhiên chị cảm động quá. Nhạn, chị nói thiệt đó mà. Cái nhan sắc của em là nhan sắc tự nhiên, còn cái nhan sắc của chị là cái nhan sắc nhan sắc tân trang. Chị làm sao bằng cưng được. Nãy giờ gặp em mừng quá, quên hỏi sức khỏe Tám lúc này sao rồi Nhạn. Nhớ cách đây vài năm mắt bác Tám bị mờ, giờ cứ đuôi chưa em à, phải không em? Mờ phải không? Dạ, dạ đúng đó chị hai. Từ khi má em qua đời, ba em buồn, khóc hoài hả? Nên bây giờ mắt ba em á cũng bị mù luôn rồi chị. Mù rồi? Trời ơi, Tôi nghĩ là đâu đến nỗi nào bây giờ mù thiệt rồi sao? Nhưng mà em tính lo liệu làm sao cho bác Tám nè Nhạn. Dạ, em đâu có biết làm gì hơn. Trời ơi, sẵn sau nhà có ao rau nhút, cho nên em hái đem bán lo thuốc cho ba em. Trời ơi, trị bệnh năm nay mà cứ trị rau nhút hoài làm sao được. Không có được đâu. Em bán bao nhiêu rổ rau nhút này để đủ tiền lo cho bác Tám chứ. Bệnh của bác Tám em phải đưa lên Sài Gòn gấp, người ta điều trị. Thì sao hả chị? Thì có hết không chị hai? Thì nói chung là hầu hết là cũng mù thôi. Hả? Lỗi cưng, nhưng mà cũng có vài người sáng lại. Mà muốn như vậy à, phải có nhiều tiền. Nhiều tiền lắm hả? Ừ. Biết vậy rồi, nhưng mà em làm sao có đủ tiền để... Thôi, chị biết, chị hiểu hết á. Bây giờ ha, đây,
em cầm số tiền này lo tạm cho bác Tám đi. Tám đi rồi mai mốt lên Sài Gòn với chị á. Rồi cái thì chị Hai à, không có được đâu chị Hai Bèo ơi. Trời, em cái gì mà không được? Em sao kỳ quá, chị với em mà làm như xa lạ vậy. Nhưng mà tiền này làm sao em có mà trả cho chị được chứ? Không sao á, mai mốt lên Sài Gòn làm trả lại cho chị. Còn không có cũng không sao. Em sao khờ quá à. Nhớ nghe lời chị nghe cưng. Chị Hai à, chị tốt quá. Nhưng mà thôi thôi, không có nhân nhị gì hết trơn á. Bây giờ đưa chị về thăm bác Tám liền đi. Chị nghe nói bác Tám mù chị đau lòng lắm. Đi cưng đi. Cái con mẹ vô duyên. Kế hoạch sắp hoàn thành, tự nhiên con mẹ nhảy vô phá đám à. Thôi ông nội, đang bực bội mà ủi hoài à. Súng đạn ăn mày giận cái chém thớt hả mày? Nè, tao nghe con quỷ Hai Bèo rủ rau nhút của mày bỏ xứ đi đâu đó. Sao mày không đánh nó, mày đánh tao mày? Chú biết con mẹ đó nữa hả? Sao không biết? Hai Bèo con cha Sáu Lăng Ben ở vòng lớn chứ đâu. Sao mày không để tao ra tao nhát nó, mày kéo tao lại chi vậy? Thôi đi, con mẹ đó ma cọp nó cũng không sợ. Đừng nói ma trâu. Ăn mặc quỷ thấy còn sợ, nhát ma làm sao nó sợ. Thôi cha trời ơi. Nói ăn mặc thấy ghê mà tao thấy mày vẹt cỏ rồi mày đĩa nó hoài rồi. Không dám đâu. Tôi đĩa nó chắc mắt tôi nhậm ba mùa lá rụng quá. Thôi mày ơi, dẹp cái trò này đấy mày ơi. Đi nhậu dài xỉ đi cho nó đã. Ở quá như tao cho nó sung sướng cuộc đời đi em ơi. Chú sao ơi, ráng giúp tôi lần nữa đi. Ở giá như chú thì ai nói nghiệp nói dòng nữa. Giúp giùm đi chú. Tôi muốn vợ quá xá rồi. Muốn vợ dữ lắm phải không? Nhưng mà nó đi mất rồi còn ai nữa đâu mà mày nhát. Làm sao mà tao giúp mày được đây chứ? Con mẹ Hai Bèo rủ em Nhạn đi xài Sài Gòn. Nhạn dám đi thiệt lắm chú Sáu ơi. Sáu có nghe người ta nói không? Nói gì? Người ta nói Sài Gòn đi dễ khó về. Trai thì có vợ, gái thì có con. Đúng rồi. Làm sao bây giờ Sáu? Trời ơi, hơ mày ơi, hơ đâu mà chờ nó mày ơi. Giặt đồ đi lẹ lên đi cưng nhà. Con mẹ Hai Bèo rủ em Nhạn đi Sài Gòn thì Sáu ơi. Rồi. Phải hù con mẹ một trận mới được nha. Mày để tao. Núp vô. Rồi để tao. Vô lẹ lên đi. Mày chuyên dụ dỗ gái quê. Dạ con đâu có dụ dỗ ai đâu đâu mà. Tao giết mày Hai Bèo. Nhạn con. Dạ. Con ở lại đi rồi ta gả chồng cho con. Ma trâu hả? Ma trâu nè. Ma trâu. Mày chết luôn chứ mà. Ê kìa, cô Nhạn. Cô Nhạn, cô tỉnh lại đi. Tôi là Hải nè, chứ đâu phải ma trâu đâu. Ủa? Anh Hải. Hải nè. Anh Hải đó hả? Mèn ơi, tôi tưởng đâu ma trâu bắt tôi đó chứ. Ma có gì đâu mà cô sợ. Trời ơi, anh đừng có nói vậy nghe. Ở đây đình miễu linh lắm đó. Ma. Trời ơi, tôi xỉu nãy giờ đây không ai kêu tôi dậy hết trơn à. Tôi tự dậy đi. Có còn không? Còn. Ông anh, vậy té ra ông anh trừ con ma trâu đó đó hả ông anh? Đâu có gì đâu. Thấy họa giả ma nhắc mấy cô, thành thử tôi ra tay nghĩa hiệp vậy mà. Trời ơi, cảm ơn ông anh nhiều quá à. Ông anh tốt thiệt á. Không có ông anh chắc hai chị em xỉu ở đây luôn quá à. Cảm ơn anh nha. Thôi đi lẹ lẹ đi Nhạn ơi, không tôi trễ giờ á. Ủa Nhạn,
Đi đâu giờ này? Dạ, đi Sài Gòn. Đi Sài Gòn giờ này? Sao gấp dữ vậy? Đi Sài Gòn làm ăn. Nói ông anh nghe nghe, đi Sài Gòn mai mốt mà gặp lại ông anh á, ông anh ghé cái chỗ em, cái em chiêu đãi ông anh nha. Nè, cái cặp bị chích của em nè. Thôi đi lẹ đi Nhạn. Đi, tôi đi nha anh Hải. Trời đất ơi, có chuyện gì mà đi Sài Gòn gấp dữ vậy trời? Trời ơi. Tre gai mà móc hết rồi. Đau quá trời ơi. Sao ơi? Sao ơi? Em đây. Em Sáu đây. Trời ơi. Sáu có sao không? Mày đuối hả? Trời ơi trời. Nó để một cái lỗ mũi tao muốn tan ta luôn. Một cái thằng súng đạn ác nó. Trời ơi trời. Chết tôi rồi. Sáu ơi. Bị nặng lắm không? Nặng sao không nặng? Đâu đứng thẳng lên coi. Đứng không được rồi. Không được thì ngồi xuống đi. Ngồi cũng không được luôn. Trời ơi. Úng ơi, làm như tôi bị tuột huyết áp vậy. Trời ơi. Bà mẹ nó. Có cái lỗ mũi nó và hửi đồ ăn. Nó nở lòng nào nó bích. Nó bích cái lỗ hửi luôn rồi. Bị mất liên lạc với hương vị rồi Úng ơi. Trời ơi. Lẽ nào nặng vậy sao? Nè. Chú thử hửi tôi coi có nghe cái mùi gì hả không? Đâu còn nghe mùi gì nữa đâu. Trời ơi, nãy giờ ngồi bên mày tao có nghe mùi trâu bò gì đâu. Mà tức chú lắm à. Tức gì? Chú có vỏ mà sao hồi nãy không đem vỏ tiều ra đỡ? Đỡ không đội tao chứ đỡ. Mày biểu tao đội cái đầu này thấy đường xá gì mà đỡ chứ. Tao nhát nó gần xỉu rồi. Sao mày không nhảy ra mày đánh giả cứu nó? Để cái thằng quỷ nào nó vô nó đánh thiệt. Làm tao tan nát vậy cha nội. Phải tôi đâu. Lúc định nhảy ra bị mấy cái cành tre lôi lại. Làm sao nhảy ra được? Thấy chú bị đánh nóng ruột gần chết. Muốn phi ra mà tre gai nó chín chặt vô cái quần nè. Thiệt cái sáo à. Tôi mà ra được hết tôi đá nó một cái là cho nó chết luôn. Gì cười? Trời ơi, vậy mà chưa hay sao ông nội? Hay gì? Út ơi, Út ơi. Chuyện gì mà cười vậy? Cái quần mày nó tét tới sân thượng mà không hay đâu. Chết mẹ rồi. Trời ơi. Cái quần tét tới mép tai mà đòi nhảy ra cứu làm quen. Mày tưởng tượng thôi nghe. Thí dụ như có rau nhút đó ở đây, chắc chết hết cả đám rồi. Tét cỡ đó mà mày không có nghe mát hả Út? Nghe mát chứ. Nhưng tôi tưởng là làm một cơn gió lùa qua thôi. Trời ơi. Mày tưởng cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ hả? Trời ơi, rách một lỗ nhỏ, gió nó lọt vô là người ta phát hiện rồi. Còn của mày nó trống lóc vô một cánh đồng mà mày không hay hả Út? Trời ơi, làm ơn kiếm mấy dây chuối dây về buộc lại đi ông ơi. Dây chuối đâu mà có. Dạ, chú ơi hả? Không ấy chú cho tôi mượn đỡ cái quần dài cho chú đi. Mượn quần tao hả? Để tao coi tao mấy cái. Chết mẹ rồi, mày xui quá rồi. Bữa nay tao chơi có một cái một. Đâu có cho mày mượn được. Mày mượn tao tiêu à. Thôi nói vậy đi, đại về nhà đi, thấy không? Lội tắt rượu mà cho chắc ăn. Đi ngoài đường lớn gặp ai chắc chết quá. Thì cứ ngồi nghỉ chút xíu cho khỏe đi. Chút về nhà lấy lá sống đời đắp cho chú. Chú ờ à. Mày sao mệt mày quá hả? Ô Úp ơi. Dạ. Cái gì nó nhúc nhích Úp ơi. Giống ma trâu thiệt nha. Trời ơi, chỗ này linh hiện lắm. Đúng rồi, mình giả dạng bây giờ bị thiệt rồi. Nhúc ơi. Ma trâu ơi, ma trâu đừng có nhát con. Ma trâu ơi. Nghe ngọt.
Anh Hải. Cậu Hải hả? Tôi thì chưa ai. Trời đất ơi, tại sao hai người giả ma trâu nhát người ta vậy nè? Trời ơi, tại con mẹ Hai Bèo rủ con Nhạn đi Sài Gòn nè. Nhát con mẹ cho con mẹ bỏ con Nhạn lại cho con Út. Chứ đâu có nhát mẹ đâu. Chuyện sắp thành, tự nhiên anh nhào vô phá đám. Bây giờ Nhạn đã xuống đò rồi sang sông. Sáu ơi, Nhạn đi Sài Gòn thiệt rồi, Sáu ơi. Trời ơi, cậu Hải, tại cậu không biết đó, con mẹ Hai Bèo chuyên môn dụ dỗ gái tơ đi Sài Gòn đó cậu. Hả? Không được, bây giờ phải kêu Nhạn trở lại mới được. Nhạn à, Nhạn. Thôi, muộn quá rồi, đò đã qua xong rồi còn kêu cái gì nữa. Chú Sáu, anh Út, hai người theo tôi đi Sài Gòn lập tức, chặn đứng những chuyện làm phi pháp của con mẹ Hai Bèo. Nếu không thì tiêu đời em Nhạn đó. Từ đó giờ tôi chưa có đi Sài Gòn. Tôi dẫn đi, ra bến xe tôi mua vé cho. Út ơi, được không Út? Đi trai về có con đó được không Út? Trời ơi, giờ phút này mà chú còn giỡn hoài hả? Giờ đi Sài Gòn phải không? Quyết định đi Sài Gòn. Đi. Ông ơi. Thôi, tao chịu hết nổi rồi ông ơi. Cái gì vậy Sáu? Trời ơi, còn làm bộ hỏi nữa mày. Cái thằng mắc dịch. Hôm rồi mày rủ tao cùng đi là để kiếm con bán rau. Giờ ra đây mới có hai ngày thôi, cả chục đứa nó tìm mày, nó bu lại, nó gõ cửa đùng đùng. Tao hết hiểu nổi mày. Chú nói rõ tôi làm sao mà sách tôi bỏ đi. Mày mới ra mà mày lại đi làm quen, cả chục đứa lại cùng giờ hẹn. Giờ tao hỏi mày muốn cái gì, mày phải nói cho rõ ràng. Chú đừng nói quan tôi nghe. Tôi thề đọc nè. Mấy ngày nay có quen ai đâu mà chú nói kỳ vậy. Chú tin chưa? Tôi thề nè. Thôi khỏi thề mày. Mày không hẹn là tự nhiên người ta đang ngủ, có cả chục đứa nó bu lại nó gõ cửa. Đưa áo xanh, đưa áo đỏ, đưa áo ngắn, đưa quần xà lỏn. Nó đứng nó dèo qua, nó dèo lại, nó cười nó cỡ cỡ. Nó hổn nữa mày. Bộ nó chửi chú hả? Chửi gì nó còn hơn chửi nữa đó. Mày nghĩ coi, tao từng tuổi này mà tụi nó xúm lại kêu tao bằng cưng. Trời ơi, đứa kêu chưng ơi, đứa kêu chưng ơi chưng cần gì không, cưng đi đâu không, đi với em không. Ủa, rủ chú đi đâu vậy? Nó rủ tao đi tắm, nó làm như tao ở dơ lắm vậy. Mày nghĩ coi, không quen với mày thì làm sao bu lại quậy tao chứ. Đi liền, đi về liền, ông ơi, đi. Quen đâu mà quen, tự nhiên nghi bậy cho người ta. Mày gì? Kỳ cục quá hả? Kỳ gì? Phải vậy thôi. Ở khách sạn là phải chịu vậy thôi. Ủa, ghê bố. Ai vậy Út? Ai biết. Giống điệp viên không thấy quá. Ủa vậy hả? Tôi nè. Cậu Hải. Hải. Cha bữa nay bà bảnh tỏn quá ta. Giả dạng đâu nữa. Phải giả dạng chứ. Biết sao không? Sao à? Là vì ở chỗ này là chỗ của bà Hai Bèo. Mình phải giả dạng Việt Kiều mới chuộc em Nhạn về cho anh Út. Nhưng bà bằng cách nào cậu Hải? Bây giờ chú Sáu và anh Út lên lầu nghỉ đi, để tôi tính cho. Lên lầu hả? Trời ngán quá. Ê Út, mày lên trước Út. Chú đó, cái gì cũng đổ thừa cho người ta không à? Tự nhiên chị vậy à? Mày lên đi, có phải quen mày không? Đi. Chà, cái này không biết là Mademoiselle hay là Madame đây. Dạ, Madame có nghĩa là phân nửa là Mademoiselle, phân nửa là Madame. Cỡ bà ma me chứ Madame gì nổi.
Dạ, hồi trước em á là ma đàm, rồi tuốt lại cái thành mất bây giờ. Dạ, chẳng hay cậu thứ mấy? Tôi thứ tư. Bốn hả? Xin lỗi, chẳng hay bốn dùng chi? Coca, Pepsi hay là Tiger cũng được. Dạ, chị, bốn bia hả bốn? Chị Hai ơi, ở đây có mấy em nào ngon cơm không? Chứ nãy giờ tôi nhìn thấy mấy em ngồi trong kia. Sao bốn? Lão quá. Em nào cũng quá đát hết. Nè, có gà nào mới vô nghề không? Trời ơi, vậy mà bốn còn chê. Thôi cỡ em được không? Hả? Cỡ bà hả? Dạ. Để tôi ngắm thử coi. Nè. Toàn là đồ dởm không. Dằn xuống. Trời ơi, bốn ơi, em rò tuốt lại cũng đỡ lắm đó nghe bốn nha. Nói chơi với bốn đủ hết á, cỡ nào cũng có, nhưng mà giá hơi cao á. Ôi, giá cả đâu thành vấn đề, miễn là đẹp là được rồi. Ừ, đẹp là được rồi phải không? Đây nè, bốn dòm đi. Có catalog nè, đó, chọn đi. Đó, đào nè, mận nè, lý nè, nho nè, thấy không, trái cây không à. Ủa, sao có hình bà trong này nữa? Cái này cốc ổi, bỏ qua bên, đã. Bây giờ tới bông nè, bông hoa nè nha. Đó, mai nè, quế nè, nghe không, lan nè, nghe không, cúc nè, nghe. Rồi là thôi hoa. Chán quá, tôi không thích mấy thứ này đâu. Dạ, không thích phải không? Bây giờ lật qua đây nè. Bây giờ tới rau, quả đồng của nội, quế nè, ngò hổng nè, bông súng nè, bông rau nhúc mà. Dừng lại. Chỗ này tôi khoái cái rau này. Ngay chỗ này? Đúng, rau nhúc. Trời ơi, bốn ơi, bốn quả là có đôi mắt nhìn người. Đúng rồi, rau nhúc mới ra lò, bảo đảm 100% luôn. Cái thứ này mới hợp với tôi. Trời ơi, giờ mình nói cho bốn nghe, giá hơi cứng đó nghe. Cậu tư mà, giá cả bao nhiêu cũng được. Vậy hen, thôi giờ lên lầu nghỉ đi. Nhớ nghe, đúng rau nhúc tôi mới chịu nghe. Rồi. Chứ lá tía tô là bà cũng anh tráng bạn luôn nha. Trời ơi, bốn cứ lên lầu đi để bèo lo cho. Đã nghe. Trời ơi, kỳ này là gặp nhầm khách sọp rồi nghe. Tha hồ mà mối tiền nghe. Nhúc ơi, nhúc à. Ê, phải. Nhãn ơi, nhãn à. Làm gì ở dưới vậy? Dạ em rửa chén. Thôi bỏ. Không có rửa gì hết trơn á trời á. Dẹp đi. Chị hai ơi, nhận gì em thì chị nói. Hả? Sao mà chị đuổi em? Trời ơi. Nhàn ơi, em đừng có khóc. Em mà khóc là cái nhan sắc của em nó sụ xuống, là coi như là coi chết tôi chị rồi. Không được. Chị có đuổi em hồi nào đâu mà em nói như vậy. Không đuổi sao chị mới nói em bỏ dẹp hết đi. Em có làm gì đâu mà chị hiểu nhầm đuổi em. Hiểu nhầm chị rồi Nhạn ơi. Đâu có. Trời ơi, cái con nhỏ này sao mà mau nước mắt quá à. Nè, chị nói cho Nhạn nghe. Nhạn bây giờ đối với chị là một cái bông hoa, mà cái bằng là gọi là một cái bông hoa hái ra tiền cho chị. Em không cần phải rửa chén nữa. Bỏ hết. Dạ sao vậy? Chị sẽ đổi đời cho em. Chị sẽ sắm sửa mặc đồ mới cho em. Nè, mặc giúp cho dê nha. Dạ, nhưng mà Em còn đóng chén chưa rửa. Thôi mà, rửa chén cái gì nữa, dẹp qua một bên đi. Mặc chiếc xe dê tha hồ mà có tiền. Ừ. Thôi, không có thui cái gì hết. Đi, lẹ, vô trọng cút con hả.
nhãn. Rõ ràng là nhãn. Nhãn. Từ từ. Nè, đừng có la lớn bể hết. Có thương thì để trong lòng đi. Làm sao bây giờ cậu Hải? Bây giờ cậu lo tiền để chuộc em nhãn. Tiền hả? Chú Sáu giữ hết rồi. Ổng đâu rồi? Ở trên lầu á. Kêu ổng xuống. Sáu ơi. Xông. Trời ơi. Khỏe. Thôi đi mà. Chú làm cái gì vậy? Tự nhiên hồi nãy cái tao mà đắp bóp cái tao khỏe quá trời quá đất à. Nó kêu gì à? Massage đó. Trời ơi. Hả? Chú biết massage là gì không? Massage là cái gì? Không có tốt đâu. Massage là mấy cổ làm cho chú hồi nãy đó, không có tốt đâu. Cái gì đâu không có tốt. Làm khỏe đã vậy mà nói không tốt là không tốt làm sao mày? Nhưng mà khổ quá trời ơi. Chú già rồi, chú nằm ra đó để cho mấy cổ rờ tùm lum. Vậy mà tốt đó hả? Thôi ông ơi, ông đừng có quê ông ơi. Đây là thành phố không phải xứ mình đâu nha. Lâu lâu lên lần thử cho biết cho mày. Thử hoài hết tiền ăn cơm sao? Còn công việc của tôi nữa. Cậu Hải biểu chú đưa tiền để lo chuột nhãn. Tiền hả? Hả? Tiền nào? Đâu rồi? Nó tiền nào? Mười lăm ngàn. Trời ơi, sao có nhiêu vậy trời? Thì hồi nãy nó bóp cái đầu đỡ nhức đầu, nó lấy tao mấy chục. Nó bóp cái tay nó mấy chục, nó bóp cái chân nó lấy mấy chục, tới còn 15 ngàn nữa. Trời ơi, bao nhiêu đây làm sao đủ chuột nhãn về? Đó thấy chết chưa? Trời ơi, già rồi mà còn ham mát xa nữa. Thôi, được rồi. Bây giờ mình ra ngoài, bàn kế hoạch tiếp, đi. Nhãn ơi, lẹ lên. Trời ơi, cái gì mà chậm như rùa vậy đó. Ra chị hai coi. Nhãn, lẹ lên đi cưng. Lẹ lên đi. Ui. Từ. Có chân lũi giật con. Ui. Trời ơi. Gì vậy Nhãn? Hả? Chút xíu chị không níu em kịp là em lũi vô cái cột rồi. Sao đây? Gì đây? Trời ơi. Chị hai ơi. Chị sao mà khó đi quá à? Không mấy em đi cẳng không dễ hơn. Sao lại đi cẳng không? Trời ơi, mặc kiếp xa xê mà đi cẳng không coi sao được. Chị hai ơi. Gì? Cái này mà gọi là giếp xoa rê đó hả? Ừ. Vậy mà em tưởng đâu cái quần một ống chứ. Trời ơi, gì mà quần một ống, quê quá đi là bà ơi. Em nói thiệt với chị hai nghe. Ở dưới quê em á. Sao? Ông mẹ ơi, em mặc cái quần hai ống không à? Đó, chị... Lên Sài Gòn cái chị hai cho em mặc cái quần một ống mát dễ sợ. Không mát còn mát hơn. Nhưng mà coi cũng đẹp quá chứ à. Đẹp gái ghê à nghe. Ừ rồi. Nè bây giờ em thử em đi qua đi lại cho chị hai coi chút coi được không? Dạ đi qua đi lại hả chị hai? Ừ. Dạ mà đi sao? Trời ơi đi mà cũng không biết đi nữa. Thôi ê, thôi nhìn chị đi đi. Nhìn chị đi rồi cứ bắt chước đi nha. Dạ nha. Dạ. Ừ coi nè. Được không? Được không? Chị hai ơi. Được. Nhìn chị hai đi sao giống con lươn lùi dưới mương quá. Trời ơi. Khó đi quá à. Trông tướng tao đi dịu dàng nói lươn lùi. Đâu thử đi chị coi. Dạ em thử đi coi giống chị hai không đi. Đi giống như chị vậy đó.
đi vậy mới có tiền. Đó. Ráng lên, ráng lên, ráng lên chút nữa. Ráng lên. Ôi, bước chậm chậm thôi. Lẹ quá nó lủi. Nó lủi là coi không được à nghe. Được chưa, được chưa? Được, được. Được rồi, giỏi, giỏi quá trời ơi. Thôi được rồi nha. Khổ nổi. Nhà hàng của mình á, là nó có cái nhà karaoke. Mà bây giờ á, đi thì cũng đẹp, tướng thì cũng đẹp rồi, mà giờ không biết ca rồi khách người ta yêu cầu rồi không biết sao nữa. Ờ, ca hả chị hai? Ừ. Trời ơi, tưởng gì chứ chuyện ca đâu có gì đâu khó. Hả? Em biết ca hả? Dạ, dạ biết chứ. Trời ơi, ca cho chị nghe coi. Dạ, em ca thử chị hai nghe nghe. Ừ, ca đi em. Bà gì, bà gì, bà gì? Vô. Vô. Tía em Hường Đông đi cài bừa, má em Hường Đông đi cài bừa. Tía em cũng là người nông dân, trời má ơi. Em cũng là người nông trời dân. Trời ơi, dị ứng rồi nghe, ăn thôi nghe. Dạ. Phèn lắm, bỏ qua đi. Dạ sao? Năm nay mà còn tía em Hường Đông đi cài bừa nữa. Phèn lắm, bài khác đi cưng. Dạ bài khác hả? Karaoke không có bài đó. Dạ bài khác, có bài khác liền. Trữ tình, trữ tình chút. Trời ơi, cái bài này hả, mỗi lần em ca đó hả, là em bán đắt dễ sợ luôn. Vậy sao? Dạ. Đâu ca chị nghe coi. Em ca hen. Ừ, vô. Ai thương tình xin mua giùm cho em rau nhút xanh, rau nhút tươi ngọt ngào, càng thấm thương tình. Thôi, 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 thôi. Dạ. Ôi, năm nay mà còn rau nhút gì nữa. Nhút ơi, Nhạn ơi là Nhạn. Dạ sao? Quê lắm Nhạn ơi. Thời buổi này á mà ca rau nhút nữa là không còn gì để nói nữa trơn á. Bây giờ là modern, người ta phải giật rap twist rồi em ơi. Nè, dạ. Nghe chị ca nè. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu vui sướng không bao lâu, 20 năm sau tình yêu cao dời dịch, 20 năm cuối là bao. Yeah. No no, yes yes no no, yes yes no no no. Chị hai ơi, chị hai, chị hai ơi, chị hai có sao không? Chị hai ơi, chị hai ơi. Nhạn ơi, trời đom đóm nó nổ lên mặt kia rồi Nhạn ơi. Trời ơi, vét vét nô nô một hồi nữa chắc tao đứng tim tao chết rồi trời ơi. Vậy đó em ơi, bây giờ phải vậy đó mới ăn được chứ không thôi mà cái kia là không có được đâu cơ ơi. Trời ơi, trời. Lên cân xỉn. Chị cho hai. Chị miếng nước. Chị hai. Tiếp vô, tiếp vô. Dạ. Nước, nước, nước. Nước. Trời, trời. Trời ơi, gãy. Gãy mẹ cái gốc dài vậy rồi trời ơi. Thôi đi chị, đi vô chị uống nước. Ráng nha Nhạn. Ráng ở ngoài này tập nha cưng. Vét nô như vậy nghe cưng, chứ đừng ca cái bài rau nhút nữa nghe cưng. Dạ. Nghe lại nè. Nô nô. Vét vét nô nô. No, 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 yeah, yeah, no, no. Mèn ơi, sao mà khó dữ vậy? Đâu, mình thử mình tập lại coi nhớ không chứ. Nãy giờ chị hai bèo chỉ dạy mình coi mình có vô được cái chữ nào không. Tại sao cô lại gọi tôi là rau nhút vậy? Tại vì ở dưới quê có mấy lần á anh mão giùm tôi cả ăn rổ rau nhút, thấy anh ghiền ăn rau nhút cho nên tôi gọi anh là anh rau nhút vậy thôi. Bộ có anh vậy thôi sao cô?
À, thì có vậy thôi. Còn tôi thì khác. Tôi lên đây là để tìm cô đó. À, tìm tôi hả? Ủa mà tìm tôi làm chi vậy? À, tôi tìm cô là bởi vì tôi ăn rau nhúc nên cơ sao cô bỏ đi như vậy, làm cho tôi buồn, đành rằng mình ghiền là tại do mình. Phải chi mà cô đừng bán thì đâu có ghiền cho tôi. Ghiền gì? Ghiền gì mày nói đại cho rồi. Nếu như mày ghiền rau nhúc xuống đìa tao hái cho ăn. Sao? Trời ơi con mắc cỡ chứ. Chú Sáu. Chú để... Sáu cũng lên trên này hả? Lên với thằng này nè. Trời ơi nó xui không á. Để tao nói. Cái thằng này nè. Trời ơi mày để tao nói làm gì vậy? Nó thương cháu dữ lắm đó. Nó lặn lội lên đây mấy ngày là nó tìm cháu đó. Sao? Trời ơi mày làm gì vậy Út? Để tao nói chuyện mày làm như phong vật mày vậy. Cháu à, thằng này nó thương cháu thiệt á. Nó thương dữ lắm mà nó không dám nói. Giờ cháu biết vậy rồi, cháu tính làm sao? Dạ. Chú Sáu ơi, hồi còn ở dưới quê, ai thương cháu sao không đến thưa với ba cháu một lời. Để bây giờ cháu đâu có biết tính làm sao. Còn tính làm sao nữa. Bây giờ cháu về dưới quê đi, để nó trầu cao nó bước tới. Chứ không có cháu ở nhà nó biết bước tới nói ai. Không lẽ nói cho tám hả? Trời ơi. Cô ơi, cái lòng của tôi ấy, thì giờ đây cô đã biết rồi đó. Nếu hiểu nhau thì bây giờ tôi về dưới chờ cô tại cái cây cầu có dòng kinh xanh nước ngọt phù sa có lục bình bông tím. Thôi trời ơi cà lâm, mày đặt nó văn chương, mày đẩy hết câu đó không tới sáng mai tao còn mày Út à. Anh Út ơi, em là cô gái bán rau, có duyên thì đợi, biết đâu mà chờ. Sao nghe chưa? Có duyên thì đợi, nghe chưa? Em vậy thì tôi với chú về về liền. Sao ơi, cô ơi, tôi sẽ về dưới tôi chờ cô tại cây cầu có dòng kinh nhỏ phù xa. Thôi nói hoài văn chương hoài. Cháu ơi, cháu sắp xếp mai về dưới nghe. Mà chưa thấy thằng nào muốn vợ như nó vậy. Sao kỳ quá. Từ từ mà Út, từ từ. Đi lên soạn đồ rồi đi. Nghe không? Đi ta, đi. Cô Nhạn. Kìa, anh Hải. Thiệt tôi không ngờ. Cô khờ quá cô Nhạn à. Anh Hải, tôi... xin lỗi cô Nhạn, có lẽ tôi hơi quá lời. Cô Nhạn à, cô sợ nắng bùn, sợ tần tảo kiếm từng đồng tiền với rổ rau nhúc miền quê. Bộ cô tưởng ở đây dễ kiếm tiền lắm sao? Anh Hải à, tôi có biết gì đâu. Ba tôi già yếu bệnh hoạn, tôi cần có tiền để lo cho ba tôi thôi mà. Cô đã bị người ta dụ dỗ, để rồi cô bỏ người cha mù lòa với căn nhà vắng vẻ cô đơn. Để lên đây cô làm cái gì ở đây vậy không biết nữa. Anh Hải à, chị Hai Bèo chỉ nói tôi lên đây rửa chén lau bàn cho nhà hàng mà. Chứ tôi... Nói láo. Tụi nó dụ cô lên đây để bán cô đó. Anh Hải. Cô Nhạn, cô tin tôi đi. Người ta sẽ bán cô, bán đời con gái có cái vẻ quê mùa của cô đó. Cô có chịu kiếm tiền như vậy không? Cô Nhạn, nếu tin tôi, tin một người cùng quê từ ngày còn thơ dại, thì cô nên về đi. Về đi cô Nhạn ạ. Anh Hải, sự thật tôi cũng không biết làm sao nữa. Nhưng anh Hải ơi, dù sao những lời anh nói ra cũng làm cho tôi bàng hoàng chua xót.
khi ra khỏi nhà một bước thì tôi mới thấy cuộc đời quá nhiều cạm bẫy chông gai. Đang chực chờ dành cho phận gái mà tôi đây chỉ là làm sao có thể đương đầu với gió bão cùng phong. Số phận đơn côi chỉ có hai cha con hiu quạnh khổ nghèo. Sinh sống tôi biết phải làm gì khi mình chỉ là kẻ trắng tay. Hoàn cảnh của cô lắm nỗi gian hồng nhan, cô chịu thương sầu. Tôi chỉ khuyên cô nên cố gắng vững vàng, đừng để quả kia phải rơi vào trong cát bụi, đừng để người thân phải chịu khổ đau, đừng để cho cô phải vương vào khổ lụy, đừng để xa hoa cám dỗ đời mình. Những lời anh nói ra làm cho tôi xa xứ trong lòng. Anh Hải, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh Hải ủa Hà, em đến đây Nhạn à, đây là Hà, vợ của tôi. Còn đây là cô Nhạn cùng quê. Dạ, chào chị. Em biết hết rồi, khỏi giới thiệu. Em sao vậy? Anh Hải, vậy mà mấy tháng nay anh luôn bỏ nhà bỏ cửa với lý do là đi công tác. Đi công tác của anh là như vậy sao chứ? Hà, em... Chị Hà ơi, chị lầm rồi đó. Tôi lầm? Phải mà, cũng đồng một thứ như nhau mà. Hà, sao em vội vàng đánh giá người ta như vậy hả? Chị Hà, chị... Cô kia, cô để tôi nói. Tôi là vợ anh Hải, chúng tôi cưới nhau chưa đầy một năm, gia đình chúng tôi đang đầm ấm. Tôi gian cô, tôi xin cô hãy buông tha giùm chồng của tôi. Em à, chị Hà, chị đừng nghĩ quấy cho tôi. Anh Hải là người chồng tốt. Tôi lên đây là để đi làm nhà hàng, Chứ tôi không có gì với anh Hải đâu. Chị... Cái gì? Chị nói cái gì? Từ dưới quê lên đây để làm nhà hàng à? Trời ơi, tôi rành mấy cô quá mà. Hạng của cô lên đây là để giật chồng người khác. Em à, chị hả? Chị nói sao? Còn cái quê chúng tôi lên đây là để làm những điều xấu xa. Tại sao chị lại nghĩ như vậy chứ? Chứ bộ cô tưởng ở chốn này dễ xin vào làm nhà hàng khách sạn lắm sao? Nhưng mà tôi không có gì với anh Hải chồng của chị đâu. Chị không có quyền nghĩ xấu tôi như vậy. Nếu cô không lấy chồng tôi, chẳng lẽ cô đến với anh ấy như những cô gái làm tiền hay sao chứ? Em có im không? Có im chưa? Không, tôi không phải như chị nói đâu. Tôi không phải như vậy đâu. Không phải như vậy
Nhãn, Nhãn à, Nhãn, Nhãn. Đó, em thấy chưa? Em hại người ta rồi đó, em thấy chưa? À, em phải hiểu anh chứ. Em chớ nghi ngờ quan cho vỡ tan duyên tình. Anh phải đâu là người một người chỉ ham niềm vui, giúp cô gái quê thân thà thoát dòng bán thân trầm luân. Anh bên người ta anh tốt quá chứ, em xin lỗi anh nữa. Em vừa vội vàng gây điều nóng nổi để anh phật lòng, thì xin để em đi cho anh thành thơi một mình mà thỏa lòng gió trăng tìm qua. Trời ơi, nói nãy giờ mà em không hiểu gì hết trơn hết trọi vậy hà? Anh Hải à, vì em dốt nát vô duyên, xứng đâu với người học cao. Xin em đừng để lòng nghi quan, anh chỉ yêu một mình em. Hồi xưa người ta nói thủy chung để chứng minh cho tâm lòng thiết thật, còn nay thì đem hai chữ thủy chung để hòng che giấu sự chân tình. Anh Hải, nếu như anh không còn yêu em nữa, anh nói thật lòng đi rồi mình tính chuyện chia tay. Em sẵn sàng chấp nhận lấy chua cay, dẫu sao đó cũng là những chuỗi ngày đau khổ. Nếu kéo làm chi sẻ có ngày gái đổ sẽ làm đau thương khổ hận. Hiểu lầm rồi, sự thật không phải là như vậy đâu. Em hiểu lầm mà. Em biết cô Nhạn đối với anh là người yêu lý tưởng, chỉ vì anh sợ mang tiếng phũ phàng, anh hết thương em rồi phải không? Em biết lắm mà. Hà, nghe anh nói nè. Em ơi, chúng ta là tình nghĩa vợ chồng trăm năm, nào có phải đâu tình hờ nghĩa tan. Em đừng có nghĩ như thế mà vẫn hờn buồn tuổi bỏ ra đi. Anh với cô Nhạn là bạn đồng quê, cho nên anh thương Nhạn như là đứa em gái nhỏ. Cũng may là anh đến để giải thoát cho Nhạn, vì Nhạn là một cô gái quê mùa chất phác. Dẫu biết vợ yêu chồng nên mới có lòng ghen, anh nào nóng nổi mà em dối buồn phiền. Thôi được rồi, em xin lỗi anh. Tại vì em thất học cho nên em mới hành động hồ đồ như vậy. Em không còn xứng đáng là vợ của anh nữa. Em không còn xứng đáng có một người chồng thủy chung như anh nữa đâu. Được rồi, anh cứ để một mình em, anh cứ để em trở về với mẹ của em, để một mình em lo liệu đi. Ha. Không ngờ vỏ quýt gì lại có móng tay nhọn. Thì ra tất cả mọi việc là do bà sắp đặt. Chứ còn ai nữa hỏi. Chú Sáu ơi. Hả? Anh Úc ơi. Kêu cha già đó làm gì? Xuống đây đi.
gì nữa đây? Về nữa đây. Đi đâu đây? Đi đâu mà đùm đùm đây đây đây? Về chứ đâu? Đây. À, thì đi về lên ở đây thấy không có hạp rồi đi về quê. Đi 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 tụi bay. Đi về đi. Đi về rồi con nhãn đi đâu đây? Thì đi về chứ đi đâu? Trời 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 ơi. Thiếu nợ thiếu nần tôi tiền chưa trả. Tôi đầu tư vô cho nó biết bao nhiêu không mà tự nhiên lại muốn đi đi muốn ở muốn về về là sao? Được rồi, vấn đề này tôi lo, tôi lo. Anh lấy cái gì lo? Lấy rồi, gì lo? Rồi chờ đó, hãy đợi đấy. Nè nè mấy đứa tụi bay. Mấy đứa tụi bay cứ việc đi ra bến xe, thấy không? Chờ chú Sáu. Một tiếng đồng hồ nữa không thấy tao ra tới trung tâm cấp cứu kiểm tao. Ngon. Ngon quá ha. Đây, bây giờ sao? Bây giờ sao? Bà chị biết muốn sao? Vậy? Sao? Không muốn sao vậy trơn á. Trả tiền lại đây tôi đi. Bây giờ không có tiền được không? Sao? Trời ơi. Trời ơi, không có tiền hả? Đó không tiền thì đây có vỏ. Ê, đây vỏ karaoke một bụng đây đây. Vỏ karaoke hả? Ừ. Ê, mày mày mày. Gì? Karate, karate. Karate. Đó nè, một cái nè đó. Hai cái. Trời thấy ghê quá. Trời ơi, nổi ốc hết. Coi đây, vỏ Việt Nam đây. Vô.